chương 1 Ba ba Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lục thẩm, mở cửa nhanh Nhà ngươi lão dâu cả đã xảy ra chuyện Loảng xoảng loảng xoảng gõ cửa thanh đánh vỡ ban đêm yên tĩnh Một mảnh quyển sổ trong tiếng Thôn đông lão lục gia đang dần dần sáng lên Tiểu lục đào mơ mơ màng màng bị bên ngoài động tĩnh đánh thức Còn chưa có phản ứng đi lại Trong nhà liền xông vào một đám người Này động chỉnh, động trên mặt tất cả đều là huyết hình như là nhường xe đụng phải nhân luôn luôn hôn nhường xe đụng phải này nếu có cái vạn nhất tiểu huy cùng đào đào người nói chuyện một chút nhịn không được nhìn nhìn mộng ngây thơ biết lệch qua trên kháng tiểu lục đào tiểu nắm trắng non mềm một trương mặt ngũ phấn phát phát đỉnh đầu đáng yêu tiểu thu thu bán oai chính bán mộng bán tỉnh lời vô nghĩa mẹ mẹ ngươi đã về rồi người nọ không tự chủ đem thanh âm ép tới càng thấp, đứa nhỏ này cũng rất đáng thương, ba ba còn không biết sống hay chết, mẹ lại thành như vậy. Muốn nói lục đào trước kia tại đây đại hoa đại đội, cũng là cái làm cho người ta hâm mộ qua. Mẹ Trần Phương Tú Mười dặm bác hương có tiếng xinh đẹp, ba ba lục quốc bình cũng có thể, hàng tháng theo bộ đội ký trở về tiền trợ cấp đều có 6-70. Phải biết rằng, trong thành thông thường vợ chồng công nhân viên gia đình, một tháng cũng có thể tránh số tiền này đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tầy gan một năm trước lục quốc bình đột nhiên nhân gian bốc hơi lên sống không thấy nhân tử không thấy thi khởi điểm hai tháng hoàn hảo sau này luôn luôn không thu được hắn ký trở về tiền lục lão thái thái liền bắt đầu tha ma con dâu cùng tôn tử cháu gái đứa nhỏ này nếu không có mẹ về sau còn không biết muốn động sống lục lão thái thái cũng thấy được trên kháng tiểu cháu gái nàng ngại lục đào vướng bận trực tiếp kêu nhị con dâu cấp ôm đến gian ngoài sau đó hỏi đưa trần phương tú trở về vài cái tiểu tử chàng của nàng nhân đâu chàng của nàng nhân người nào vậy không biết a à, ta ở ven đường nhìn đến quốc bình nàng dâu thời điểm nàng liền là như thế này không gặp có người khác thì phải là chàng của nàng nhân chạy điều này làm cho nàng tìm ai muốn bồi thường đi lục lão thái thái sắc mặt rất là khó coi đúng lúc này trong đội duy nhất thầy lang tôn đại phu thở hỗn hển đến đây, nhân đâu? Nhân đưa chỗ nào rồi? Ở trên kháng đâu? Mọi người vội để ra một con đường, cho hắn vào ốc đi thăm dò xem người bị thương tình huống. Ngoài phòng, bị ông đi ra ngoài tiểu lục đào rốt cục hơi chút thanh tỉnh điểm, hỏi ông bản thân nhị thẩm thẩm. Là mẹ đã trở lại sao? Ta giống như nhìn đến nàng. Tiểu hài tử thấy đại, nàng vốn là ngồi ở trên kháng chờ mẹ, bất tri bất giác liền đang ngủ lục lão nhị nàng dâu đem tiểu cô nương đặt ở tiểu băng ghế thượng nghe vậy chỉ có lệ ứng thanh tân tiểu lục đào lại hỏi mẹ trở về đào đào có phải là có thể ăn cơm nha đào đào hảo đói lục gia tuy rằng mấy thế hệ đều ở tại một cái trong viện nhưng từ trước đến nay là lục lão nhị một nhà đi theo lục lão thái thái ăn trần phương tú này đại nhi tức phụ mang theo hai cái hài tử một mình nổ súng hôm nay trần phương tú trở về trễ tiểu cô nương liền luôn luôn đói đến hiện ở. Lục lão nhị nàng dâu đang nhìn buồn trong, nghe xong có chút không kiên nhẫn, mẹ ngươi vội vàng đâu, ngươi đừng quấy rối. Nga! Tiểu cô nương ôm bụng trầm mặt một lát, lại hỏi. Thẩm thẩm, buổi tối đại cường ca ca thừa cái kia trứng gà, có thể hay không cấp đào đào nha? Đào đào thật sự hảo đói. Lục lão nhị nàng dâu vừa nghe, chỉ biết con trai ăn no chống đỡ, lại chạy tới cùng người khoe khoang khả nhà bọn họ đại cường đó là lão thái thái thân ái đại tôn tử trong nhà có cái gì đều trước khẩn cấp hắn ăn có thể cùng cái tiểu nha đầu so sao lục lão nhị nàng dâu ứng phó nói đừng nghe hắn nói bừa chúng ta buổi tối ăn bánh ngô nào có gì trứng gà không có sao tiểu cô nương nghi hoặc nháy mắt mấy cái ánh mắt mê mông còn có chút không ngủ tỉnh đột nhiên nàng bên tai vang lên một đạo lạnh như băng máy móc âm. Chúc mừng ký chủ, ngươi đã bị tinh tế hy vọng công trình lựa chọn, sắp trở thành bản công trình trợ giúp đối tượng. Bản công trình tận sức cho nâng đỡ có chí thanh niên, trợ giúp bọn họ thoát khỏi khốn cảnh, đi lên nhân sinh cao nhất. Nơi này là vĩ đại nhị ngũ linh hào cuộc sống hệ thống. 200 ngũ Tiểu cô nương phản ứng chậm nửa nhịp, chỉ bắt giữ đến một cái từ ngữ. Khi đạo thanh âm một chút, một giây sau, âm lượng chợt gia tăng. Từ hôm nay trở đi, bản hệ thống đem làm ký chủ tối thô trưởng bàn tay vàng, làm bạn ký chủ thăng chức tăng lương, xuất nhậm CEO cưới cao phú soái. Thỉnh ký chủ cẩn thận đọc lấy hạ 108 nội quy định, cũng dựa theo mặt trên sàn nêu lên lĩnh tân thủ nhiệm vụ. Tiểu lục đào bị dọa đến nhất giật mình, thế này mới chú ý tới trước mặt có một đạo bán trong suốt mặt bản, chính trong bóng đêm tản ra ánh sáng nhạt mặt trên sàn chi chi chip chích, chích rất nhiều tự đáng tiếc nàng làm một cái ngay cả nhà trẻ cũng chưa thượng quá thất học nhi đồng một cái cũng không biết nàng từ nhỏ băng ghế thượng đứng lên tò mò để sát vào xem đây là cái gì nha lượng lượng hệ thống quy định điều thứ nhất ký chủ bất đắc dĩ bất cứ cái gì phương thức hướng người khác tiết lộ hệ thống tồn tại trái với quy định đem thị tình tiết nặng nhẹ ban bất đồng trình độ sấm đánh trừng phạt thỉnh ký chủ tự giác tuân thủ còn còn có thể nói nói lục đào trợn tròn mắt thẩm 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 nơi này có cái có thể nói khoanh tròn lời còn chưa dứt trước mắt mặt bản mạnh nhấp nhoáng đèn đỏ cảnh cáo cảnh cáo ký chủ bất đắc dĩ bất cứ cái gì phương thức hướng người khác lộ ra hệ thống tồn tại bất cứ cái gì phương thức sáng nó sáng lục đào càng thêm hưng phấn thẩm thẩm mau đến xem, khoanh tròn ở sáng lên. Bén nhọn cảnh cáo thanh bỗng chốc kẹp. Đúng lúc này, lão thái thái bưng bồn bị huyết nhiễm hồng thủy theo buồn trong suốt ra. Lục lão nhị nàng dâu vừa thấy vội đi lên tiếp, bên ngoài lạnh lẽo, mẹ ngươi để, ta đi đổ. Căn bản không lưu ý lục đào lời nói. Một hồi lâu, kia đạo máy móc âm mới một lần nữa vang lên. Hoàn hảo không bị phát hiện, bằng không liền thảm. Đợi chút, ngươi là tú thủy huyện yêu dân công xã đại hoa đại đội trần phương tú không sai đi không phải là nha lục đào lắc lắc tiểu đầu ta gọi lục đào quả đào đào năm nay ba tuổi ta lục đào bên tai đột nhiên xuất hiện một chuỗi dài kỳ quái meo 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 trước mắt bán trong suốt mặt bản cũng lại điên cuồng lóe ra phát ra tư tư điện lưu thanh mặt trên sàn tự cũng biến thành loạn mã sau một lúc lâu hết thảy mới quay về bình tĩnh quên đi nói cái gì đều bị hài hòa vẫn là nghĩ biện pháp bổ cứu đi lạnh như băng máy móc âm đột nhiên trở nên nhu hòa đào đào tiểu bảo bối là đi đào đào muốn hay không làm nhiệm vụ nha có ăn ngon lục đào sửng sốt nàng oai tiểu đầu nghĩ nghĩ hỏi nhiệm vụ là cái gì nha nhiệm vụ nhiệm vụ chính là giúp thúc thúc làm việc chỉ cần đào đào tiểu bảo bối nghe lời thúc thúc liền cho ngươi ăn ngon khi không được. Lục Đào cự tuyệt thập phần rõ ràng. Mẹ nói, không biết nhân cấp gì đó, không có thể ăn. Cái gì kêu không được. Cho ngươi ăn ngon ngươi còn không can, ngươi tứ không tứ tác. Khi đạo máy móc âm chợt tất cao. Qua hai giây, lại lần nữa trở nên ôn hòa. Chính là mẹ nhường thúc thúc cho ngươi ăn ngon nha, thúc thúc là mẹ bạn tốt. Ta đây đến hỏi hỏi mẹ. Tiểu Lục Đào nói xong bước ra tiểu đoạn chân liền muốn hướng bên trong ốc chạy ai ngươi này tiểu ấu tể nói bao nhiêu lần không thể ra bên ngoài nói không thể ra bên ngoài nói ngươi lỗ tai điếc a à. mặt bản lại điên cuồng lóe ra đứng lên tiểu lục đào không để ý tới không có nghe hay không ta hỏi mẹ mắt thấy liền muốn hướng tới cửa kia đạo máy móc âm đột nhiên biến thành lục đào quen thuộc giọng nam đào đào tiểu bảo bối ba ba lời nói ngươi cũng không nghe sao ba ba. Lục đào dừng lại bước chân, nghi hoặc quay đầu lại. Đúng, ta là ba ba, kia đạo thanh âm rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Vừa đổ hoàng thủy theo ngoài cửa trở về lục lão nhị nàng dâu nghe được lục đào này thanh ba ba, lại cứng đờ. Nàng còn tưởng rằng bản thân nghe lầm. Không nghĩ tới một giây sau, tiểu cô nương liền đắc 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 hướng về nàng phương hướng chạy tới, ba ba. Ba ba ngươi đã về rồi lục lão nhị nàng dâu theo bản năng quay đầu nhìn về phía phía sau cửa phòng ngoài cửa trống rỗng không thấy một bóng người chỉ có nùng trù hắc ám cùng nước nở gió đêm nàng lại ca ca tạp quay đầu lại cười đến vô cùng cứng nhắc. đào đào ta là thẩm thẩm a ngươi có phải là ngủ mau thế nào ngay cả thẩm thẩm đều không biết tiểu lục đào xem cũng không xem nàng chỉ vui vẻ đối với không khí nói chuyện ba 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 ngươi rốt cục đã về rồi đào đào đều có nhất nhị tứ cửu tiểu cô nương đếm trên đầu ngón tay nghiêm cẩn sổ đứng lên đếm tới thứ tư căn thời điểm đột nhiên tạp trụ chín nguyệt chín nguyệt cửu mặt sau là mấy tới không ai có thể trả lời nàng lục lão nhị nàng dâu đã nghe được cả người sợ hãi đều nói tiểu hài tử ánh mắt sạch sẽ có thể nhìn đến bẩn này nọ đại bá ca không phải là chết thật ở bên ngoài linh hồn nhỏ bé đã trở lại đi phải biết rằng, vì lấy lòng bà bà, nàng bình thường cũng không thiếu giúp đỡ chèn ép Trần Phương Tú này tẩu tử. Nhất là đại bá ca mất tích một năm này. Nam nhân lại có thể tránh lại động dạng. Còn không phải không cái kia mệnh hưởng. Lời như vậy nàng cũng không ít nhất. Vạn nhất. Càng muốn trong lòng càng sợ, lục lão nhị nàng dâu chạy nhanh vọt vào buồn trong, đứng ở nhiều người dương khí vượng địa phương. Nàng vào cửa thời điểm, Tôn Đại Phu vừa khéo cấp Trần Phương Tú băng bó hảo miệng vết thương, sắc mặt thập phần ngưng trọng, vẫn là chạy nhanh đưa bệnh viện đi. Bị thương rất lợi hại sao? Mọi người vội hỏi. Trên đùi gãy xương không quan trọng, ta đã giúp đỡ đem xương cốt tiếp thượng, ăn mấy phó nối xương dược chậm rãi dưỡng là được. Mấu chốt là trên đầu thương, làm không tốt bên trong có ứ huyết, liền tính tỉnh, cũng sẽ ảnh hưởng đầu óc. Khi nàng về sau không phải thành ngốc tử. Lục lão thái thái thốt ra. Công đại phu thở dài, không nói chuyện. Liền tính tỉnh cũng là cái ngốc tử, kia còn phí kia tiền thuốc men can gì? Ngốc tử lại không thể làm sống. Lục lão thái thái ánh mắt lóe ra đứng lên. Có người hỏi nàng, "Lục thẩm, nếu không chúng ta hiện tại phải đi trong đội mượn máy kéo, đưa Quốc Bình nàng dâu đi bệnh viện đi." "Không cần." Nói ra khẩu Lục lão thái thái mới phát hiện bản thân ngữ khí rất đông cứng, lại treo lên cái cười. Đã trễ thế này, khi không biết xấu hổ lại phiền toái các ngươi. Phương Tú thể trạng rất tốt, nào có như vậy yếu ớt, ta xem nàng ở nhà dưỡng hai ngày thì tốt rồi. Như vậy đi, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi, ngày mai nhìn xem tình huống lại nói. Đây là không nghĩ cấp trị. Lục lão nhị nàng dâu nghĩ đến vừa rồi một màn, nhịn không được quay đầu nhìn nhìn ra ngoài lần này đầu nàng vừa khéo nhìn đến lục đào cùng khỏa tiểu đạn pháo dường như đăng 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 chạy vào phòng trong mẹ mẹ ba ba đã về rồi ba ba trở về xem chúng ta chẳng ai nghĩ tới biến mất một năm lục quốc bình hội vào lúc này trở về tất cả mọi người có chút sững sờ chỉ có lục đào bên tai hệ thống thanh âm nghe qua đặc biệt táo bạo cho ngươi đừng nói ngươi không nghe thấy a à, hôm nay không nhường ngươi có biết biết cái gì kêu ngoài khét trong sống ta liền không phải là nhị ngũ linh. Lục đào không thế nào chú ý, chỉ mờ mịt nhìn trên kháng đầu triền băng gạt nữ nhân, mẹ đang ngủ. Mọi người không biết nên thế nào trả lời nàng. Nhưng là lục lão thái thái bỗng chốc tinh thần tỉnh táo, trở về vừa vặn. Ta đổ muốn hỏi một chút, hắn một năm này gia gia không trở về, tính tính không sao, đều tử người nào vậy. Nhưng mà nàng tìm nửa ngày, cũng không thấy được con lớn nhất thân ảnh, ba người nhân đâu là ở chỗ này nha. Tiểu lục đào quay đầu nhất chỉ trống rỗng ra ngoài. Lục lão thái thái hô hấp cứng lại. Những người khác sắc mặt cũng có chút thay đổi. Tuy rằng phá tứ cũ đã rất nhiều năm, khả nông thôn chú ý nhiều, quản được cũng không nghiêm, còn là không thiếu người tin này đó. Lúc này liền có nhân mở miệng, lục thẩm, ta xem ngươi vẫn là chạy nhanh, đưa quốc bình nàng dâu đi bệnh viện đi. Đúng đúng, chúng ta vẫn là chạy nhanh đưa tẩu tử đi bệnh viện đi vạn nhất đại bá ca biết bọn họ thấy chết không cứu tìm bọn họ lấy mạng khả động chỉnh đừng nghe nàng nói mò đạm lục lão thái thái rốt cuộc trải qua sự tình nhiều còn có thể ổn định chủ tịch hắn lão nhân gia nói này quỷ a thần a đều là gạt người lời còn chưa dứt nàng đỉnh đầu dắt bóng đèn đột nhiên tối sầm lại lóe ra đứng lên lục đào nghe được quen thuộc tư tư thanh hưng phấn không được nhảy lên sở trường chỉ vào bóng đèn, ba ba. Là ba ba. Lục lão nhị nàng dâu lúc đó mặt liền trắng, đậu thanh nhi, mẹ, đại ca hắn, hắn đã trở lại. Những người khác cũng theo bản năng lui ra phía sau một bước, xem lục lão thái thái ánh mắt có chút không đúng. Lục lão thái thái ánh mắt nhất dựng thẳng, đưa tay phải đi ninh lục đào lỗ tai. Vài ngày rỗi thu thập ngươi, ngươi ra nhanh là đi. Nói. Ai dạy ngươi? Nhưng mà, không đợi nàng nhéo lục đào, đỉnh đầu bóng đèn, phanh một tiếng bạo liệt. Một giây sau, phòng trong triệt để lâm vào hắc ám. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 2 Nhiệm vụ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bóng đèn nhất nổ tung, lục lão nhị nàng dâu liền hét lên một tiếng, lui đến góc tường. Ta không thấy chết không cứu đại ca ngươi đừng tìm ta, đừng tìm ta. Nàng lời này vừa ra, chân chính thấy chết không cứu lục lão thái thái mặt liền đen. Ngươi cầm miệng cho ta. Lão thái thái hung hăng trừng mắt nhìn nhà mình nhị con dâu liếc mắt một cái, nói không có quỷ, ngươi đầu óc nhường thỉ hồ, các nơi này nói hô nói vượng. Lục lão nhị nàng dâu không cãi lại, khả hô hấp thập phần dồn dập, rõ ràng sợ đến cực điểm. Những người khác trong lòng cũng có chút bồn chồn đều nói ban ngày không làm đuối lý sự buổi tối không sợ quỷ gõ cửa nhưng này bóng đèn sớm không tạc trễ không tạc lục lão thái thái vừa muốn ninh cháu gái lỗ tai liền tạc cũng quá khéo đều một cái trong thôn ở ai không biết lục lão thái thái bất công chưa bao giờ muốn gặp con lớn nhất một nhà liền ngay cả cưới vợ nàng đều lướt qua con lớn nhất lục quốc bình trước cấp tiểu nhi tử làm mai lục quốc bình gặp lão bà đứa nhỏ chịu khi dễ tạc cái bóng đèn làm cảnh cáo, cũng không phải nói không thông. Mọi người trong lòng tính toán, đều đã khởi lui trống lớn, không muốn lại sản cùng lão lục gia việc nhà. Lúc này, nhất thúc quan từ bên ngoài đánh tiếng vào. Lục gia lão nhị lục quốc phú dẫn theo cái đèn pin đứng ở cửa khẩu, thăm dò hướng bên trong vòng, động. Ra gì chuyện này? Vừa thấy trượng phu, lục lão nhị nàng dâu triệt để khóc lên tiếng, quốc phú, ngươi, ngươi khả tính ra vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Bởi vì này thúc quan, phòng trong ngưng trệ không khí cũng vì này buông lỏng. Lục lão thái thái trầm giọng cùng con thứ hai nói. Thiếu nghe ngươi nàng dâu hạt ồn ào, không gì chuyện này. Chỉ là lời còn chưa nói hết, lục đào đột nhiên đùng 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 chụp nổi lên tay nhỏ, ba ba thật là lợi hại. Đại khái là cảm thấy ba ba ở cùng bản thân chơi trò chơi, tiểu cô nương một điểm không sợ hãi, ngược lại nhìn xem thập phần hưng phấn. Ba ba lại đến một cái. Ba ba lại đến một cái. Không khí vừa có điều hòa dịu phòng trong, nháy mắt trở nên châm rơi có thể nghe. Liền ngay cả phía trước luôn luôn tại lục đào bên tai lại nhảy hệ thống, cũng không thanh âm. Tiểu cô nương có chút nghi hoặc, ba ba thế nào không tránh. Lục lão thái thái, thái thật sự bị nàng tức giận đến hỏa đại, đưa tay lại muốn ninh nàng, hôm nay không ai đốn tấu ngươi liền khó chịu là đi. Lục lão nhị nàng dâu vừa thấy hoảng, hô thanh mẹ, điên cuồng hướng đỉnh đầu nháy mắt. Động. Ta quản giáo cháu gái còn không được. Đừng nói quốc bình không ở, quốc bình liền tính ở, cũng không dám nói nữa không tự. Ngoài miệng nói như vậy, lục lão thái thái thủ lại thế nào cũng lạc không đi xuống, căm giận thu trở về, đám người đi rồi ta lại thu thập ngươi. Lục lão nhị nàng dâu nhẹ nhàng thở ra, một giây cũng không muốn lại tại đây trong phòng ngốc, mẹ, ta, ta có điểm thượng không đến khí, đi ra ngoài. nàng nói xong, cũng không quản lục lão thái thái có đồng ý hay không, túng thượng nhà mình trượng phu tự vãn ngoại bào. lục quốc phú vừa đi, phòng trong một lần nữa lâm vào hắc ám. vài cái tiểu tử tùy thời, cũng ào ào đưa ra cáo từ, chúng ta cũng đi về trước. lục thẩm ngươi ngày mai muốn dùng nhân, liền bảo chúng ta. công đại phu trước khi đi, còn riêng dặn một câu sớm một chút đưa bệnh viện. không khi nào công phu tại chỗ liền chỉ còn lại có mắt to trừng đôi mắt nhỏ lục gia tổ tôn lưỡng còn có trên kháng nằm trần phương tú tiểu lục đào có chút sợ nải nải theo bản năng liền nhìn nhìn bóng đèn phương hướng lục lão thái thái không hiểu da đầu căng thẳng cũng không để ý tới thu thập nàng xoay người bước đi lục lão thái thái đi ra ngoài thời điểm bên ngoài vây quanh nhân đã giải tán chỉ còn vài câu nghị luận xa xa bay tới vừa rồi rốt cuộc động ta động nghe được quốc phú nàng dâu kêu gì đại ca đã trở lại hư chuyện này cũng không thể nói lung tung cẩn thận nhân cử báo ngươi làm phong kiến mê tín ta lại không nói cho người khác biết có gì không thể nói rốt cuộc có phải là quốc bình hắn một trận gió đem câu nói kế tiếp kể hết thổi tán lục lão thái thái theo bản năng long bó sát người thượng khoác quần áo chạy nhanh nhanh hơn bước chân trở về bản thân kia ốc ngày thứ hai buổi sáng lục lão nhị nàng dâu Lý Xuân Lan đỉnh lưỡng mắt thâm quần nhất ra cửa phòng, đã bị bà bà văng lên một mặt, lão bà bà đều đi lên, nàng dâu còn tại trên kháng ngủ lười thấy. Cũng không biết ta kia bối tử tạo nghiệp, cưới các ngươi như vậy hai cái phá sản tinh. Lý Xuân Lan biết bản thân đêm qua nói sai nói, nhưng bà bà mất hứng. Nàng cúi đầu ngoan ngoãn nghe huấn, không dám giải thích bản thân bởi vì trong nhà chuyện ma quái, hơn phân nửa túc cũng chưa chập mắt. Lục lão thái thái kể lễ đủ, thế này mới đem thịnh mặt hồ lô biểu tắc Lý Xuân Lan trong tay, cười lạnh nói. Nấu cơm nằm ở trên kháng làm nương nương đâu, ngươi không phải là không thấy chết không cứu sao. Ngươi tốt bụng như vậy, về sau sống đều ngươi can. Nói xong, lão thái thái hừ lạnh một tiếng, đi chuồng gà nhặt trứng gà đi. Lý Xuân Lan ở tại chỗ đứng một lát, xoay tay lại liền đem hồ lô biểu ngã vào trang bột ngô túi vải Lý lục gia lão nhị lục quốc phú đánh ngáp theo trong phòng xuất ra, thấy thế nhịn không được hỏi. Động. Sáng tinh mơ liền phát giận. Lý Xuân Lan không ngẩng đầu lên nói. Ta mẹ nói, về sau việc nhà toàn ta cạn. Cho ngươi can ngươi liền can. Ta mẹ lớn tuổi, thân thể lại không tốt, ngươi tuổi trẻ, có thể nhiều can liền nhiều can điểm. Nói được đổ linh hoạt, ngươi có biết trong nhà có bao nhiêu sống sao? lý xuân lan tức giận liếc trắng mắt trong nhà lớn như vậy sân tảo đi hậu viện vườn chăm sóc đi chúng ta nhất đại gia tử quần áo tẩy cơm làm đi còn muốn uy kê uy vịt ngươi có phải là không cần ta xuống đất tránh công điểm trước kia này đó sống đều tổ tử trang nàng có thể cứ theo lẽ thường xuống đất tránh công điểm ngươi động sẽ không có thể lục quốc phú không hiểu ngươi lý xuân lan bị nghẹn nói không ra lời từ thần kỳ vô cùng cấp tiểu lục đào biểu diễn cái đồ thủ tạc bóng đèn, hệ thống liền mai danh ẩn tích. Cho đến khi ngày thứ hai buổi sáng, nó mới hữu khí vô lực một lần nữa mạo phao, cùng lục đào chào hỏi. Buổi sáng tốt lành a, đào đào tiểu bảo bối. Lục đào chính thải tiểu băng ghế, đứng ở bên cạnh bàn đối với trên bàn viên gương đùa nghịch tóc, nghe vậy kém chút nhảy lên. Ba ba, ba ba người đêm qua đi nơi nào nha? Đào đào luôn luôn tìm không ra ngươi. Không hỏi không quan trọng, này vừa hỏi, nhị ngũ linh liền phản phất bị thải đuôi miêu, nháy mắt tạc mau. Ngươi còn có mặt mũi hỏi. Nếu không phải là bản hệ thống mặt tới được thời điểm, ra điểm tật xấu, bản hệ thống sớm một cái xếp đánh ngươi chết bầm. Còn đến mức bảo cái bóng đèn có thể lượng không đủ, liền ngủ đến bây giờ. Nhị ngũ linh tốc độ nói vừa vội lại mau, tiểu lục đào một câu cũng không nghe rõ, ba ba ngươi đang nói cái gì nha? Nga, không có gì. Đại nhân sự tình, tiểu bằng hữu không cần thiết biết. Bên tai thanh âm một lần nữa trở nên ôm nhu, đào đào tiểu bảo bối, ngươi tóc sơ xong rồi sao? Còn không có. Tuy rằng cảm thấy ba ba một lát tỳ khí một hồi lâu tỳ khí hư, có chút kỳ quái, tiểu lục đào vẫn là chạy nhanh quay lại đầu, tiếp tục làm tóc. Chỉ là ba tuổi đứa nhỏ sao có thể trát mái tóc hai 20 phút đi qua, tóc của nàng không chỉ có càng ngày càng loạn, còn bị thu rất rất nhiều căng. Tiểu cô nương xem trong tay rơi xuống tóc, chính tâm đau méo máu, nhị ngủ linh ra tiếng, được rồi đừng làm, ngươi lại thu đi xuống, liền muốn biến hói đầu tiểu bằng hữu. Hói đầu Tiểu lục đào có chút mờ mịt, cái gì là hói đầu nha? Chính là trên đầu không có tóc, giống thôn bắt cái kia trọc lão lượng giống nhau. Nga Tiểu lục đào tưởng tượng hạ bản thân không có tóc bộ dáng, vành mắt lập tức đỏ. Ai ngươi này không phải là muốn khóc đi. Tối hôm qua ngươi nãy nãy muốn đánh ngươi ngươi cũng chưa khóc. Lời còn chưa dứt, phòng trong chợt bột phát ra một trận khóc lớn, không cần. Đào đào không cần biến trọc lão lượng. Khóc cái gì? Ngươi còn có nhiều như vậy tóc đâu, lại chưa nói ngươi lập tức liền trọc. Tiểu cô nương một điểm không bị an ủi đến, kia, kia không phải là, hay là muốn trọc? Tốt lắm, tốt lắm, ngươi không trọc, ngươi không trọc được rồi đi. Tiếng khóc im bặt đình chỉ. Tiểu cô nương trên lông mi lộ vẻ nước mắt, đánh khóc cách một mặt nghiêm cẩn hỏi. Thật sự, thật sự, nhị ngũ linh chạy nhanh nói sang chuyện khác, đào đào tiểu bảo bối buổi sáng còn chưa có ăn cơm đi. Ngươi có đói bụng không nha? Đâu chỉ hôm nay buổi sáng chưa ăn cơm, lục đào đêm qua sẽ không ăn tiểu cô nương theo bản năng sờ sờ bản thân biển biển tiểu cái bụng đào đào đói nhị ngũ linh Khi đào đào muốn hay không giúp ba ba làm việc a à, giúp ba ba làm việc ba ba cho ngươi ăn ngon thật sự lục đào trừ cục thịt ba ba cho ta mua đường ăn sao cấp Khi đường đâu lục đào vương thịt hồ hồ tay nhỏ nhị ngũ linh đào đào muốn trước giúp ba ba làm việc mới có đường ăn tiểu lục đào miệng nhất biển lại khóc thúc thích đứng lên ba ba gạt người ba ba trước kia nói trở về xem đào đào đều không tính toán gì hết được rồi ngươi đừng khóc ta hiện tại liền cho ngươi đường ta nhị ngũ linh liền tính đi bán thận đi cạn kịp tích phân cạn kịp đến thống sinh không thể tự gánh vác cũng cho ngươi làm khối đường đến vừa dứt lời lục đào trong lòng bàn tay liền xuất hiện một khối hạnh lớn như vậy sô cô la cầu ăn đi ăn xong chạy nhanh cấp ta làm việc. Đây là lừa phẫn cầu sao? Tiểu cô nương lấy ngón tay trạc trạc, trong mắt lại xuất khởi một bao lệ. Ba ba hư, ba ba lấy lừa phẫn cầu hồ lộng đào đào. Này đặt sao là quý nhất nhập khẩu sô cô la, không phải là lừa phẫn cầu. Chính ngươi không biết hóa còn nói ta hồ lộng ngươi. Ta. Tiểu lục đào bên tai lại xuất hiện cái loại này tư tư điện lưu thanh nàng còn tưởng rằng ba ba lại muốn biểu diễn tạc bóng đèn cấp bản thân xem, không nghĩ tới rất nhanh, nàng trước mắt liền hiện lên ngày hôm qua kia khối bán trong suốt mặt bản. Đây là... Nàng nhìn chầm chầm mặt trên sàn dùng plastic giấy bao gì đó nghiên cứu một lát, nhãn tình sáng lên, đây là quyết cánh hoa đường. Hình ảnh biến đổi, lại xuất hiện dùng màu vàng đóng gói giấy bao vây trường điều trạng vật thể. Cái này tiểu cô nương kém chút bật dậy, cao lương di là cao lương di kế tiếp còn có kẹo mạch nha đại tôn tô thậm chí chỉ có thể dùng phiếu mua đại bạch thỏ nải đường này niên đại ở chợ thượng có thể mua được đường toàn xuất hiện tại mặt trên sàn tiểu lục đào cũng chỉ có ở mừng năm mới thời điểm có thể ăn đến đường còn từ trước đến nay chưa thấy qua nhiều như vậy kẹo nhìn xem mắt đều sẽ không trát nhị ngũ linh ngươi chọn lựa một cái đi tiểu cô nương một mặt rối rắm ta ta cũng không biết cái nào ăn ngon, ba ba ta có thể ai cái nếm thử sao? Ngươi nghĩ đến Mỹ. Kia. Này. Lục đào chỉ đại bạch thỏ nải đường, con thỏ nhỏ đẹp mắt. Một giây sau, nàng mở ra lòng bàn tay lý trống rỗng hơn một khối màu trắng đóng gói kẹo. Xét thấy vừa rồi bị ba ba lấy, lừa phẫn cầu, lừa, tiểu cô nương lo lắng, cúi đầu xoay khai giấy gói kẹo cắn một mụn nhỏ. Cảm giác được ngọt vị, nàng thật to ánh mắt thế này mới loan thành trăng non. Nhị ngũ linh. Ăn ngon sao? Lục đào gật đầu, ăn ngon. Ăn ngon liền chạy nhanh làm việc, bằng không ba ba đem đường thu đi trở về. Tiểu cô nương vừa nghe, vội lại ở phía trên cắn một ngụm, sau đó đem thừa lại đường bao hảo, sủy tiếng áo yếm lý. Ba ba ta tốt lắm, chúng ta làm gì? Nàng nâng cao tiểu ngực, ý chí chiến đấu sụp sôi, đào đào hội quét rác, tẩy tất, còn có thể giúp mẹ rửa rau. Mát xa hội sao? Mẹ quá mệt, cho nên đang ngủ. Đào đào phải giúp nàng mát xa, nàng tài năng tỉnh lại. Mát xa. Mát xa. Tiểu lục đào đối khởi ngón tay. Nàng bên tai lập tức vang lên một tiếng dễ nghe len ken, rất là khoan khoái. Bản hệ thống chỉ biết ngươi sẽ không. Ngươi nghe ta, ba ba ma ngươi thượng phân ma ngươi phi. Đi, đem băng ghế chuyển đi lại thành thật ngồi, tiểu quỳ hoa ba ba lớp học nhập học, tiểu lục đào vẫn là tốt lắm dỗ, ăn đường liền đặc biệt nghe lời, nghe vậy vội ngoan ngoãn nghe theo, quen thuộc mặt bản lại xuất hiện, lần này trên hình ảnh hơn khối bản đen, còn có thật dài thước dạy học, này mát xa đâu, chính là lấy tay hoặc là khí giới qua lại ma sát, vuốt ve hoặc là gõ thân thể mặt ngoài bộ phận hành vi, dùng cho trị liệu cùng bảo dưỡng, một. Đào đào phải làm không phiền phức như vậy, nghe ba ba kìm kinh lạc cùng huyệt vị là được rồi. Lục đào nhìn mặt trên sàn vài cái đồ án, nghe được như lọc vào trong sương mù, ba ba, kìm là kia loại con vịt. Ăn ngon sao? Còn có kinh lạc. Chính sao bản đen thước dậy học đột nhiên một chút. Kìm không phải là con vịt, nó là đi xuống ấn ý tứ, đến mức này kinh lạc, kinh lạc. Ngươi chờ ta ngàn độ một chút khả không đợi nhị ngũ linh ra được tư liệu, tiểu lục đào lại hỏi, ba 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 ba, ngàn độ là cái gì vậy nha? Nhị ngũ linh, ngươi là cái gì ma quỷ? Mười vạn cái tại sao không? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 3 KK Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Nhân gia làm hệ thống, đều bị ký chủ làm tổ tông cung, theo ta không hay ho quán thượng ngươi như vậy cái hùng đứa nhỏ còn phải dỗ ngươi còn phải giúp ngươi tra tư liệu ngươi không hảo hảo làm nhiệm vụ đều thực xin lỗi ba ba ta một phen thủy một phen nước tiểu đem ngươi lôi kéo đại bên tai lão phụ thân giống cái thượng tuổi bác gái giống nhau liên miên lãi nhãi lục đào nghe được lỗ tai đều phải khởi vết chai ba ba hệ thống là đừng hỏi hỏi chính là ba ba cũng không biết một câu ba ba cũng không biết thành công hồ lộng ở tiểu lục đào. Ba ba, ngươi có phải là giống như đào đào, cũng không thượng quá nhà trẻ nha. Này niên đại nhà trẻ ngủ đồng tiền một tháng, trừ bỏ đứa nhỏ ít hơn vợ chồng công nhân viên gia đình, không ai thượng được rất tốt. Trần Phương Tú có tốt hữu gã đến huyện Lý. Lục đào vẫn là theo đối phương con trai trong miệng nghe nói này tươi mới từ, liền cảm thấy có thể đi nhà trẻ mọi người đặc biệt lợi hại. Lục đào lời này vừa nói ra, nàng bên tai thanh âm liền xen lẫn thượng tư tư điện lưu thanh đi nhà trẻ chê cười ba ba ta thông minh như vậy còn dùng đi nhà trẻ sao thu hồi ngươi kia đồng tình biểu cảm nhưng mà nó vẫn là bại lộ bản thân cũng là thất học nhi đồng chuyện thực tiểu lục đào đặc biệt phối hợp vừa nghe biên gật đầu khả trong ánh mắt rõ ràng viết ba ba ngươi không dùng miệng cứng rắn đào đào biết ngươi nhị ngũ linh kém chút một ngụm lão huyết nôn xuất ra. Ta là có bệnh mới cùng ngươi nói này đó. Ít nói nhảm, chạy nhanh ấn ta nói bắt đầu mát xa. Nga. Tiểu lục đào quyệt mông trèo lên kháng, cắn ngón tay nhỏ ngồi sổ mẹ Trần Phương Tú bên người, ba ba, từ nơi nào bắt đầu ấn nha. Cái thứ nhất là lao cung huyệt, chính là trong lòng bàn tay, trong lòng bàn tay không cần ta dạy cho ngươi đi. Này đào đào biết lục đào vội vàng nâng lên tay nhỏ trong lòng bàn tay hướng về phía trước đúng lao cung huyệt liền ở lòng bàn tay trung gian đào đào dùng sức ấn ừ ừ tiểu cô nương gật đầu dùng sức ở bản thân trong lòng bàn tay xoa bóp hạ ta gọi ngươi ấn mẹ ngươi ngươi ấn chính ngươi là muốn làm chi lục đào cái miệng nhỏ nhắn nhất quyết vội kéo trần phương tú thủ nghiêm cẩn ấn đứng lên cái này nhị ngũ linh không có nói cái gì nữa Tiểu cô nương hát nha hát nha ấn thập phần ra sức, ba ba, chúng ta kế tiếp ấn nơi nào? Ta nhìn xem. Lao cung huyệt sau, là hợp cốc huyệt, chính là hổ khẩu. Lão hổ ta biết. Lại nghe được một cái quen thuộc từ, tiểu lục đào thập phần hưng phấn. Khả hưng phấn qua đi, nàng lại một mặt nghi hoặc, nhưng là, mẹ là cầm tin con trâu, không cầm tin con hổ nha. Này cùng nàng chút gì có quan hệ gì? Quên đi. Ta trực tiếp cho ngươi tiêu xuất ra, ngươi chiếu ấn đi. Có hệ thống giúp đỡ phóng thủy, tiểu lục đào rốt cục không cần bản thân tìm học vị, dựa theo nhị ngũ linh điểm ở mẹ trên người điểm đỏ ấn nghiêm cẩn lại ra sức. Ấn hoàng một cái cánh tay, nàng vẫy vẫy đỏ bừng tay nhỏ, đang chuẩn bị vòng đến bên kia, cửa sổ đông bị thạch tử tạp hạ. Nàng liền phát hoảng, không đứng vững, trùng trùng quan ngã cái rắm cổ ngồi sổng. Ngoài cửa sổ lập tức truyền đến một trận cười to Ha ha ha, ngã sắp xuống thôi tiểu đầu đất. Thanh âm thập phần quen thuộc. Lục Đào quay đầu, quả nhiên nhìn đến nhị thúc gia 8 tuổi Đường Ca Lục cường chính ghé vào bên cửa sổ, hướng nàng nhăn mặt. Nàng cố lấy mặt, ai, ai là tiểu đầu đất? Ai nói tiếp ai chính là tiểu đầu đất? Quy, tiểu đầu đất, mẹ ngươi còn chưa có tỉnh a." Lục Đào nghiêng đầu nhìn nhìn hai mắt nhắm nghiền Trần Phương Tú, không nói chuyện lục cường lập tức đắc ý đứng lên vậy ngươi buổi sáng cũng không ăn cơm đi ta cùng ngươi nói nãy nãy hôm nay muốn đi huyện bên trong nàng đáp ứng cho ta mua chuối quả hâm mộ đi hâm mộ cũng không phần của ngươi nhi chuối quả là một loại bánh bích quy trường điều trạng nhưng ngoại hình giống chuối mà được gọi là không chỉ có muốn lương phiếu nhất cân còn muốn ngủ mau nhiều tiền có thể nói là một loại hàng xa xỉ cũng chính là Lục Cường là Lục Lão Thái Thái Âu Yếm Đại Tôn Tử, Lục Lão Thái Thái tiền chút năm lại toàn điểm tiền, người bình thường căn bản luyến tiếc mua. Tiểu Lục đào khóe miệng mắt thấy liền cúi xuống dưới, bụng cũng lỗi thời cô lỗ một tiếng. Nàng lấy tay nhỏ khu trên kháng bày ra giấy dai, ta, ta mới không thích gì chuối quả, cái kia tuyệt không ăn ngon. Ngươi là chưa ăn quá chuối quả, căn bản không biết chuối quả gì vị nhân đi. Lục cường hướng nàng le lưỡi bị nói trúng, tiểu lục đào ánh mắt càng ủy khuất, biển miệng nửa ngày không tiếp thượng nói. Đột nhiên, nàng thấy được yếm biên lộ ra một góc giấy gói kẹo. Trong nháy mắt, liền phản phất kia nông nô xoay người làm chủ nhân, tiểu cô nương bỗng chốc tinh thần tỉnh táo, ngươi không phải là cũng không ăn qua đại bạch thỏ. Ba ta có thật nhiều đường, rất nhiều rất nhiều đường, ta mới không hiếm lạ nổi tiếng tiêu. Lục cường căn bản không tin lời của nàng, ngươi mới không có ba ba, ngươi cũng không có đường, ba ngươi đã chết. Ba ba đã chết, những lời này, Tiểu Lục Đào một năm này trong lúc vô tình nghe được quá thật nhiều lần. Tuy rằng không quá có thể lý giải tự ý nghĩa, nàng cũng biết này tuyệt đối không phải cái gì lời hay. Tiểu cô nương cỏ đứng lên, ba ba mới không chết, ba ba cấp đào đào đường, còn có thể loan loáng. Nàng chỉ vào bóng đèn, kêu nhị Ngũ Linh, ba 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 ba, phanh một cái. Lại phanh một cái. Lục Cường khả không thấy được trong phòng còn có người thứ ba. Lục Đào lớn tiếng, hắn liền so Lục Đào còn lớn tiếng. Ba người đã chết, không chỉ có ba người đã chết, mẹ ngươi cũng muốn chết. Đáng tiếc còn chưa nói hoàng, đã bị vội vã tới rồi. Hắn mẹ dùng sức túng hạ cánh tay. Phải chết a à ngươi. Không phải là gọi ngươi về sau đừng hướng xương phòng bên này chạy sao? Ngươi không nhớ lâu a? À? Lý Xuân Lan xem cũng không dám hướng trong phòng xem một cái ha bắt nguồn từ da con trai bước đi kia mát mẻ kia ngốc đi đừng các nơi này quấy rối lục cường lại là xoay lại là kêu khả dù sao khí lực không lý xuân lan đại rất nhanh bị tha xa bọn họ mẫu tử vừa đi vừa còn hùng hổ tiểu lục đào liền cùng bị trạc phá khí cầu dường như một lần nữa ngồi sổn trở về không bao lâu nàng tiểu bả vai run lẩy bẩy một giọt nước mắt lạch cạch dừng ở trên kháng hắn không phải là đi rồi sao làm sao ngươi vừa khóc? Ngươi này tiểu ấu tể cũng quá yếu ớt thôi, biến mất nửa ngày nhị ngũ linh một lần nữa xuất hiện. Tiểu lục đào không nói chuyện, một hồi lâu mới nức nở hỏi. Ba ba, mẹ, mẹ không nhúc nhích, có phải là bệnh, bị bệnh? Không thể nào, nhị ngũ linh kiên quyết phủ nhận, mẹ ngươi chỉ là đang ngủ, nghe ba ba, nàng rất nhanh sẽ có thể tỉnh. Thật, thật sự, thật sự. Tiểu lục đào nửa tin nửa ngờ, lau đem nước mắt, tiếp tục dựa theo nhị ngũ linh dấu hiệu vị trí mát xa. Không nghĩ tới này nhấn một cái, Trần Phương tú tay lạnh như băng chỉ cư nhiên nhẹ nhàng giật mình. Lục đào bỗng chốc trợn tròn hai mắt, động, động. Nàng bất chấp điệu nước mắt, ngừng thở, ánh mắt chớp cũng không chớp nhìn chầm chầm kia căng ngón tay xem. Không quá vài giây, Trần Phương Tú lại hơi hơi giật mình. Tiểu lục đào nháy mắt nín khóc mỉm cười, mẹ thật sự động, ba ba thật là lợi hại a à, kia đó là đương nhiên ta nhưng là tinh tế hy vọng công trình vĩ đại nhất nhị ngũ linh hào cuộc sống hệ thống khi đào đào nhiều ấn ấn mẹ có phải là có thể tỉnh nha tiểu lục đào lại có nhiệt tình chỉ là ngay cả hai đốn chưa ăn cơm nàng thật sự không có gì khí lực nhị ngũ linh xem nàng miễn miễn cưỡng cưỡng đem trần phương tú một cái khác cánh tay cũng ấn hoàng liền kịp thời tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho phát phóng trung cơ hồ là vừa dứt lời một cái túi giấy liền từ trên trời giáng xuống nện ở lục đào trong lòng đang ngồi nghỉ ngơi tiểu cô nương bị tạp cái trở tay không kịp một cái ngửa ra sau nằm vật xuống ở trên kháng hơn nửa ngày nàng mới vung tiểu cánh tay đem túi giấy theo trên mặt kéo xuống nâng lên tiểu đầu nhìn nhìn đây là cái gì nha nhị ngũ linh ngươi đoán tiểu lục đào mới không đoán nàng trực tiếp vất vả đứng lên ngồi ở trên kháng sách nổi lên túi giấy. Vừa mở ra một cái giác, ngọt hương hương vị liền theo trong gói to nhẹ nhàng xuất ra. Là bánh bích quy. Lục đào kinh hỉ nói. Sau quả hồng bánh lớn hơn không được bao nhiêu đào tô bánh bích quy ngay ngắn chỉnh tề mã đặt ở trong gói to, thô sơ giản lược vừa thấy, ít nhất có cái hai ba cân. Bánh bích quy mặt ngoài bị quay thành mê người khô vàng sắc, tô phản phất vừa chạm vào sẽ toái tiểu lục đào nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, hoặc nhìn hảo ăn ngon bộ dáng. Đương nhiên ăn ngon, nhị ngũ linh nói, đây chính là ở chợ thượng có thể mua được quý nhất bánh bích quy, nhất cân có thể mua kia cái gì chuối quả hai cân. Tiểu lục đào mới mặc kệ cái gì chuối quả, nàng chỉ biết là bản thân bụng hảo đói. Khẩn cấp theo trong gói to lấy ra một khối, nàng vừa mới cắn đi lên, bánh bích quy liền hóa ở tại đầu lưỡi. Ân. Ừ. Hảo hảo ăn tiểu cô nương hàm hồ nói. Nàng quay hàm nhất cổ nhất cổ, phấn đô đô khóe môi còn dính vàng ống ánh mẫu vụn bánh quy, hoặc nhìn tựa như chỉ hạnh phúc tiểu thương thử. Rốt cục yên tĩnh, nhân loại tiểu ấu tể thật sự là phiền toái. Ba ba ngươi đang nói cái gì nha? Nhị ngũ linh thanh âm quá nhỏ, lục đào không thế nào nghe rõ. Không có gì. Ăn ngươi gì đó, đại nhân sự tình tiểu hài tử hỏi ít hơn. Nga. Tiểu cô nương một hơi ăn luôn tam khối bánh bích quy, mới buông túi giấy, hạ kháng tìm nước uống. Cách nhi hảo no a à. Uống hết nước, nàng ở lên no nê, ông lấy thật to túi giấy ở phòng trong chuyển đứng lên. Ngươi ở làm gì, nhị ngủ linh hỏi nàng. Tàn bánh bích quy. Tiểu lục đào nói, đại cường ca ca thấy, đào đào sẽ không ăn, đào đào còn chưa có cấp mẹ cùng ca ca ăn. Lục cường ở nhà được sủng ái quen rồi, đặc biệt bá đạo, chỉ cần ở lục đào bên này nhìn đến ăn ngon nhất định sẽ nghĩ cách phải đi vài lần người khác cấp lục đào huynh muội gì đó đều bị lục lão thái thái mạnh mẽ lấy đi cho hắn này đại tôn tử tiểu lục đào nhớ được đặc biệt rõ ràng còn tuổi nhỏ còn có đề phòng cướp ý thức vòng vo nửa ngày cuối cùng nàng thải ghế gian nan trèo lên bàn viết đem túi giấy đặt ở cái bàn tận cùng bên trong góc phóng hảo nhảy xuống nàng vây quanh cái bàn tha một vòng dùng sức ngửa đầu vòng tốt lắm, từ nơi nào đều nhìn không tới, cái này khẳng định an toàn. Tiểu cô nương yên tâm, vỗ vỗ ăn no tiểu cái bụng, đào đào thật thông minh. Nhị ngũ linh. Đào đào tiểu bảo bối, ngươi không biết là lấy đại nhân thân cao, liếc mắt một cái có thể nhìn đến sao? Là, là như thế này sao? Lục đào một mặt ngây thơ, nghĩ nghĩ, lại trèo lên kháng, kiển chân đi xả hành lý trên kệ chăng đừng nói cho ta ngươi muốn đem chăn cái đi lên này không phải là dấu đầu lòi đuôi sao đào đào mới không như vậy ngốc lục đào đem chăn kéo xuống phô ở trên kháng trước khởi một cái giác bắt đầu hướng bên trong đi không hai hạ của nàng đầu cùng nửa thân mình liền chui đi vào chỉ chừa một cái tiểu mông quyệt ở bên ngoài trời tối mọi người đều nhìn không thấy thần meo meo nhìn không thấy toàn thế giới cũng chỉ có ngươi nhìn không thấy tốt sao nhị ngũ linh đều phải bị nàng xuẩn khóc. Đang chuẩn bị cấp tiểu cô nương thông dụng một chút biệt tai trộn chung chuyện xưa, một trận dùng dập tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Đào đào, ta đã trở về. Là lục đào ca ca lục huy. Lục Quốc Bình có cái chiến hữu ở tại phụ cận một cái khác đại đội, trong nhà con thứ hai cùng lục huy không sai biệt lắm đại. Hai cái bé trai từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại cùng tiến lên tiểu học, ngoạn quá muộn ở đối phương trong nhà ngủ lại là thường có sự. Lục Huy đêm qua sẽ ngủ ở tiểu đồng bọn gia, vừa mới mới từ cách vách đại đội trở về. Nghe được ca ca thanh âm, tiểu lục đào một phen kéo mở chăn, ngay cả hài cũng chưa mặc tự vãn ngoại bào, ca ca, ta có ăn ngon cho ngươi. Không đợi chạy đến địa phương, nàng đã bị nhân trước bế dậy. Bảy tuổi lục huy một thân đánh mụn vá vải bông sim y, tà lưng cái toái bước hợp lại thành túi sách, mặt mày cùng tiểu lục đào có năm phần tương tự. Hắn cố hết sức dẫn theo muội muội hướng trong phòng đi, giống cái tiểu đại nhân giống nhau giáo huấn. Trên đất mát, làm sao ngươi không mặc hài? Lời còn chưa dứt, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, mẹ như thế nào? Trên kháng nằm nữ nhân sắc mặt tái nhật hai mắt nhắm nghiền, trên đầu cùng tả trên đùi đều cuốn quyết lấy băng gạt. Lục đào tiểu nhìn không ra đến, lục huy đã lên tiểu học, lại không tốt như vậy hồ lộng có phải là nãy nãy lại khi dễ mẹ? Hắn hỏi muội mùi. Lục đào một mặt mờ mịt, căn bản đáp không được. Lục Huy tức giận đến mặt đỏ bừng, ta tìm nàng đi. Xoay người tự vãn ngoại bào. Chạy đến ngoài cửa, hắn vừa khéo nhìn đến lục lão thái thái thay đổi thân thể mặt xiêm y, cùng nhân vừa nói vừa ra cửa viện. Lục Huy không chút nghĩ ngợi đuổi theo, có phải là ngươi đem mẹ ta đánh hỏng rồi? Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 4 Bán thận Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lục lão thái thái có cái nhất biểu một vạn tám ngàn dặm biểu muội kêu Hà Thúy Phân, cũng gả đến phụ cận. Bởi vì bao nhiêu có chút thân thích quan hệ, hai người chỗ vẫn được, cũng coi như thường xuyên qua lại. Mắt xem xét thiên mát, lục lão thái thái toàn điểm bố phiếu, tính toán đi huyện lý xã khối bố cấp đại tôn tử làm quần áo. Hai người hẹn xong rồi ở lục gia chạm mặt, không nghĩ tới mới xuất môn, Lục Huy liền đuổi theo. Lục lão thái thái lúc đó mặt liền đen, ngươi nói bừa gì đâu? Ta gì thời điểm đánh quá mẹ ngươi? Nơi này nhưng là đại môn khẩu, nhà mình thân thích còn ở bên cạnh xem. Lục Huy như vậy không quan tâm hạt a à a, à, người khác nghe xong, thật đúng cho rằng nàng đem Trần Phương Tú thế nào quả nhiên cách đó không xa mấy người phụ nhân nghe thấy lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt lặng lẽ thả chậm bước chân lục huy đang ở nỗi nóng đâu thèm có người hay không xem ngươi không đánh nàng nàng đầu thế nào phá liền ngươi cả ngày khi dễ nàng đều nói đồng ngôn vô kỵ một câu liền ngươi cả ngày khi dễ nàng lập tức nhường dừng ở lục lão thái thái trên người ánh mắt nhiều lên không biết chuyện nghe nói nàng đem con dâu đầu đánh vỡ càng là rút khẩu khí thiệt hay giả. Chỉ nghe nói nàng đối đại nhi tức phụ không tốt, không có nghe nói còn đánh người A. Hẳn là thật sự. Đêm qua lão lục gia nháo đến rất trễ, thật xa đều có thể nghe được động tĩnh. Ta nói hôm nay Phương Tú Động không đi trong đội làm việc, hóa ra là nhường lão bà bà đánh. Lục lão thái thái nghe được da mặt quất thẳng tới, hảo huyền không lưng quá khí đi. Mà khi nhiều người như vậy, nàng lại không tốt trực tiếp sao điều chổi đánh đứa nhỏ, chỉ lấy ngón tay đốt lục huy thiếu hắn mẹ nói hô nói vượng ta gì thời điểm khi dễ mẹ ngươi có phải là ngươi lão lão cho ngươi truyền nói dối ngươi liền khi dễ mẹ ta đừng xả ta lão lão lục huy ngạnh cổ ngươi không khi dễ mẹ ta thế nào ba ba tiền đều bị ngươi cầm đi ngươi còn mỗi ngày sai sử mẹ ta làm việc ngươi cùng nhị thúc nhị thẩm cũng không can có một số việc đại gia trong lòng đều có sổ cũng không có thể lấy nói trên mặt bàn mà nói. Lục lão thái thái cảm thấy người chung quanh xem ánh mắt nàng đều thay đổi, vội vàng đi xả lục huy cánh tay, ngươi câm miệng cho ta. Lục huy trơn trượt cùng điều cá chạch dường như, thấy nàng muốn động thủ, chạy đi bỏ chạy. Lục lão thái thái không chỉ có không bắt đến nhân, còn đem thắt lưng thiểm hạ, nửa ngày không trở lại bình thường. Hà Thúy Phân thấy, vội vàng xuất ra hòa giải, đừng nóng giận đừng nóng giận, tiểu hài tử không hiểu chuyện nói lung tung ta mới không nói lung tung mẹ ta bây giờ còn nằm ở trên kháng đâu lục huy lớn tiếng phản bác lục đào tiểu nải âm cũng theo sát sau đó đúng nải nải còn ninh ta lỗ tai vừa rồi gặp ca ca chạy nàng cũng theo xuất ra liền tránh ở phía sau cửa lộ ra nửa tiểu đầu âm thầm quan sát nhìn đến lục lão thái thái hung dữ muốn đánh lục huy nàng lập tức nghĩ tới đêm qua trị thanh ở bên cạnh bổ đao. Lục lão thái thái bị các nàng tác phong đắc thủ thẳng run run, đỡ thắt lưng, ngươi nửa ngày cũng không tiếp thượng nói. Đúng lúc này, tôn đại phu cưỡi cái trừ bỏ linh không vang kia đều vang phá xe đạp, theo bên này đi ngang qua. Nhìn thấy lục lão thái thái, hắn thật xa liền kêu. Lão lục đại tẩu, nhà các ngươi lão dâu cả đưa bệnh viện không? Nàng kia đầu không thể tha, làm không tốt liền thực thành ngốc tử, ngươi khả ngàn vạn đừng quên a à. đại khái là có việc gấp tôn đại phu ngừng cũng chưa ngừng cưỡi xe liền theo lục cửa nhà trôi qua nhưng hắn lời nói này không khác bình kinh lôi bốn phía nháy mắt liền tạc không biết chuyện tất cả nghị luận lục lão thái thái xuống tay rất ngoan đem nàng dâu đánh choáng váng còn không đưa bệnh viện số ít cảm kích cũng bởi vì lục lão thái thái bình thường sẽ không làm người lười giúp nàng giải thích lục huy càng là khí đỏ mắt phát đi lên đẩy nàng một phen liền muốn đi tìm lão lão cùng cậu cáo trạng lục lão thái thái sống đại nửa đời người sẽ không như vậy hết đường chối cãi quá một cổ khí toàn vọt tới trán phản thiên các ngươi mẹ ngươi buổi tối khuya đi ra ngoài chạy phong bản thân nhường xe đụng phải ngươi cũng có mặt lại trên đầu ta nàng một phen kéo lấy lục huy cổ áo hướng trong viện tha ta gọi ngươi hồ a a xem ta không đánh chết ngươi lục đào thấy Lúc đó liền nóng nảy, bước ra tiểu đoạn chân hướng trong nhà chạy, ba ba mau tới, nãy nãy muốn đánh tử ca ca. Cũng không biết là ai, nghe nói đêm qua lục gia chuyện ma quái chuyện, nắm bắt cổ họng ở ngoài sân đi theo kêu. Ai dám đánh con ta? Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua nàng, Lục lão thái thái nghe thấy, thân thể cứng đờ, nếu chặt Lục Huy tay không tự giác thả lỏng. Thừa dịp này cơ hội, Lục Huy thử lưu theo trong tay nàng né ra túng mụi mụi lục đào liền chạy về da hai cái tiểu bất điểm mệt đến không kịp thở lục huy còn không quên khóa trái cửa thượng phòng ngừa lục lão thái thái truy đi lại tiểu lục đào thấy cũng chuyển đến băng ghế để ở trên cửa chuyển hoàng lo lắng nàng lại vào nhà hự hự tha ra lục quốc bình cùng trần phương tú kết hôn khi đánh ghế dựa cuối cùng tiểu cô nương thậm chí theo món ăn đôn thượng sờ hạ thái đao hai cái tay nhỏ cố sức dẫn theo lục huy quay đầu thấy kém chút bị nàng hù chết ngươi lấy thái đao làm chi mau buông cẩn thận cắt thủ tiểu lục đào ưỡn ngực ngẩng đầu một mặt thấy chết không sờn ca ca đừng sợ đào đào bảo hộ ngươi nãy nãy nếu đánh ngươi ta liền nói còn chưa dứt lời bị nàng hai cái tay nhỏ cố sức nắm đồ ăn đao len ken rơi xuống đất trên mặt đất đánh vài cái toàn không đợi nàng phản ứng đi lại kia thái đao liền chuyển tới cạnh cửa lưỡi dao xoát một chút, tự môn để khe hở thứ ra cửa ngoại. Lục lão thái thái đỡ thắt lưng đi lại, đang chuẩn bị lấy chân đạp cửa, liền nhìn đến đột nhiên xuất hiện lưỡi dao. Nàng bị giật nảy mình, kém chút không đứng vững, một cái dạng thẳng chân đem lão chân cấp chiếc. Lục lão thái thái tức giận đến chửi ầm lên. Đồ ranh con, hai ngươi muốn chết a à, ngươi. Không biết vì sao, tối hôm qua bóng đèn bạo khai tình cảnh đó, đột nhiên hiện lên ở trước mặt nàng còn có tiểu lục đào kia mỗi một tiếng sát có chuyện lạ ba ba. Lục lão thái thái đột nhiên im tiếng, ánh mắt kinh nghi bất định. Đúng lúc này, Hà Thúy Phân cũng theo đi lại, vỗ về của nàng lưng khuyên nàng nguôi giận. Lục lão thái thái liền pha hạ lừa, bỏ lại một câu. Ta còn có việc, các ngươi chờ ta trở lại. Cùng Hà Thúy Phân cùng đi. Luôn luôn nhìn đến lục lão thái thái ra cửa, lục huy buộc chặt thân thể mới trầm tĩnh lại. Hắn ngồi ở ghế tự nghỉ ngơi một lát, cúi xuống thắt lưng, đem thái đao nhặt lên. Về sau không cho chạm vào loại này này nọ, gặp mặt ta liền nói cho mẹ, làm cho nàng đánh ngươi mông. Lục Huy vừa nói, biên dè dặt cẩn trọng đem thái đao một lần nữa thả lại món ăn đôn thượng. Lục đào đuôi nhỏ dường như cùng sau lưng hắn, thấy hắn phóng hoàng, tắt cái này nọ ở trong tay hắn. Ca ca, này cho ngươi ăn. Tiểu cô nương tiểu meo meo nói, đại bạch thỏ, ba ba cấp. Lục Huy biết đại bạch thỏ, thậm chí còn tại cung tiêu xả trong tủ kính gặp qua. Người bán hàng nói là theo Thượng Hải đến nải đường, toàn dùng hộp sắt tử chứa, không cần hỏi đều có thể nghĩ đến nhất định rất đắt. Hắn cho rằng, mùi mùi là giống trước kia quá da da giống nhau, đem tảng đá làm ăn ngon đưa cho hắn. Không nghĩ tới cuối đầu vừa thấy, trong lòng bàn tay cư nhiên thực nằm khối đại bạch thỏ. Bởi vì không rất bao hảo, Màu trắng nải đường lộ ra một góc, mặt trên còn có mấy cái khéo léo đáng yêu dấu răng. Không thấy được hoàn hảo, vừa thấy đến đường, Tiểu Lục Đào liền nhịn không được lộ ra hướng tới sắc. Nàng chịu đựng thịt đau, đem khuôn mặt nhỏ nhắn xoay đến một bên, "Ca ca mau ăn, này khả ngọt khả ngọt." "Ca ca không ăn, đào đào ăn đi." Lục Huy đem đường thôi trở về. Tiểu Lục Đào lại đẩy đi qua, "Ba ba nói đây là bán thận đổi lấy, không thể lãng phí." bán thận. Cái gì thận? Lục Huy không hiểu. Không biết nha. Lục Đào cắn ngón tay nhỏ nghiêm cẩn suy xét, có thể là quả dâu, liền cái loại này ăn một lần liền hắt hắc trái cây. Càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, tiểu cô nương dùng sức gật đầu, ba ba trèo cây hái hắt trái cây, thật vất vả, ca ca đừng lãng phí. Lục Huy tưởng tượng một chút, vụng trộm bán bao nhiêu thậm tài năng mua được đại bạch thỏ vậy mà cũng cảm thấy ba ba thật vất vả. Hắn theo lời ở nãy đường thượng cắn một ngụm nhỏ, đem thừa lại bao hảo, lại trả lại cho tiểu lục đào. Chờ ngọt ngấy hương sữa vị ở khoang miệng trung tản ra, hắn mới đột nhiên phản ứng đi lại, người nói ba ba, ba ba đã trở lại. Đúng vậy, ba ba. Nhắc tới ba ba, tiểu lục đào liền tinh thần tỉnh táo, ba ba khả lợi hại, có cái lớn như vậy khoanh tròn. Nàng vương ra tay nhỏ, nỗ lực khoa tay múa chân một cái rất lớn rất lớn, rất lớn rất lớn, ba ba còn có thể phanh. Phanh. Lục Huy không hiểu ra sao. Ừ ừ. Lục Đào chỉ vào buồn trong bóng đèn, thứ thứ. Phanh. Liền hắt. Tiểu cô nương hệ so sánh tiện thể nhắn, nói nửa ngày, Lục Huy cũng không nghe hiểu, chỉ có thể hỏi nàng. Ba ba đâu? Lục Đào bỗng chốc bị vấn trụ, đối nga, ba ba đâu? Nàng thật to trong ánh mắt tất cả đều là mê mang, cắn ngón tay nhỏ thật sâu lâm vào nghi hoặc, phía trước ba ba còn tại nói chuyện với Đào Đào, trả lại cho Đào Đào bánh bích quy ăn, thế nào đột nhiên không thấy. Nhị Ngũ Linh. Tư, tư, hệ thống năng lượng không đủ, hôn mê trung. Chuyện tốt không xuất môn, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Không đợi đến xế chiều, Lục lão thái thái đem con dâu đánh choáng váng, còn không đưa bệnh viện chuyện liền truyền mở. Hơn nữa kinh vài đạo khẩu, lời đồn đãi càng truyền càng thái quá, còn có vài cái phiên bản. Có người nói Lục lão thái thái hoài nghi Trần Phương Tú tưởng tái giá, sợ nàng đem hai cái con riêng lưu cho bản thân, cho nên đánh nàng. Còn có người nói Lục Quốc Bình kỳ thực là Lục lão thái thái hại chết, Trần Phương Tú phát hiện, Lục lão thái thái mới muốn giết nàng diệt khẩu. Đến mức hổ độc còn không thực tử, Lục lão thái thái cái kết thân mẹ nó thế nào bỏ được giết chết con trai nàng cũng không phải mới đúng lục quốc bình kém như vậy, nàng không từ nhỏ liền xem con lớn nhất không vừa mắt sao. Nói không chừng lục gia đêm đó bóng đèn tạc, chính là lục quốc bình ở kêu oan. Chờ lục lão thái thái mua xong này nọ theo huyện lý trở về, liền ngay cả đêm qua chuyện, các hương thân cũng giúp nàng đem lo diệt làm theo. Nàng khẳng định là ở bên ngoài đánh nhân, đánh xong đem quốc bình nàng dâu hướng nói biên nhất ném, người khác thấy còn tưởng rằng là bị xe đụng phải kia thằng nhóc cứng đầu vài cái đem nhân cứu trở về đến, nàng không phải là hận chết. Chuyện này không nhỏ, nếu không, chúng ta báo nguy đi. Báo mẹ ngươi cái bê cảnh. Lục lão thái thái phế đều khí tạc, nói ta không đánh nàng, các ngươi nghe không hiểu tiếng người A. Lão thái thái đặc biệt ủy khuất, ta là tỳ khí không tốt, khá vậy không đến mức động thủ đánh con dâu A, một đống lưỡi dài lão đầu đàn bà chỉ biết sau lưng bái hạt. Thúy Phân, hai ta nhận thức hảo vài thập niên, ta người này nói năng chua ngoa đậu hũ tâm, ngươi cũng biết là không. Hà Thúy Phân cười gượng, là, đúng vậy, nhị tỷ đừng nghe các nàng nói hô nói vượng. Vừa thấy nàng kia nghĩ một đằng nói một nẻo biểu cảm, lục lão thái thái càng tức giận, vào nhà môn thời điểm mặt còn hát. Thiên lục cường sẽ không xem nhân sắc mặt, gặp nải nải trở về, há mồm liền hỏi. Nải, của ta chuối quả đâu? Thí chuối quả lục lão thái thái nhất chỉ đầu trạc hắn tráng thượng, ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi. Trừ bỏ ăn ngươi còn có thể can gì. Lục cường vẫn là lần đầu tiên bị nải nải như vậy đối đãi sửng sốt vài giây, kéo mở ít hầu liền bắt đầu hào, ngươi đánh ta. Nhà giữa bên kia huyên túi bụi. Sương phòng bên này, lục huy cùng lục đào tiểu huynh muội lưỡng, tắt đang sờ soạn ăn bánh bích quy. Lục đào nhỏ giọng hỏi lục huy. Ca ca, lão lão cùng cậu thế nào còn chưa có đến nha. Để sớm đưa mẹ đi bệnh viện, ba ngày Lục Huy chuồng em đi ra ngoài, chạy hơn 10 dặm đường, đi lão lão gia báo tin. Kết quả mãi cho đến trời tối, Trần Gia Nhân cũng không đến. Lục Huy cũng thật thất vọng, ta đi thời điểm, chỉ nhìn đến đại mợ, nàng nói lão lão ông ngoại mang theo tiểu cửu cửu hồi quan nội đi. Khi đại cửu cùng nhị cửu đâu? Bọn họ thế nào cũng không đến. Không biết, ta ngày mai lại đi hỏi một chút đi. Tiểu huynh mụi lưỡng đang nói, chợt nghe nhà giữa bên kia bộc phát ra một trận khóc lớn, không, ta liền muốn ăn chuối quả. Liền muốn nổi tiếng tiêu quả. Bên trong còn kèm theo lục lão thái thái mắng chửi người thanh âm. Hai nhỏ nhỏ đều tò mò chạy đến cửa sổ biên nhìn, lục đào thậm chí chuyển cái tiểu băng ghế, thải ở phía trên, tự bên cửa sổ lộ ra hai cái đen lúng liếng mắt to. Hình như là đại cường ca ca đang khóc lục đào nói lục huy gật đầu nghe lục cường nhắc tới chuối quả lục huy lại nghĩ đến buổi sáng chuyện lúc đó tiểu cô nương nói muốn cho hắn bánh bích quy ăn hắn còn tưởng rằng cùng đại bạch thỏ giống nhau không biết theo kia làm ra chỉ có bán khối không nghĩ tới lục đào chạy vào ốc hự hự theo trên bàn ôm đến nhất đại túi đào tô gói to đại đến độ che khuất mặt nàng chẳng lẽ thật sự là ba ba đã trở lại Lục Huy cảm thấy thật không thể tin. Lúc này, bên cạnh tiểu cô nương đột nhiên ở lên no nê. Ca ca, đào đào hảo chống đỡ. Hôm nay ăn nhiều lắm bánh mít quy, đào đào tưởng phun. Lục Huy. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 5. Bánh bao. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Lục Huy ngươi hôm nay thực không đi đến trường. Sáng sớm ánh mặt trời lần sái, trong không khí còn lưu lại trần lộ hỗn hợp cỏ cây thơm ngát. Một cao nhất ải hai cái nam hài tử bái ở bản trượng tử một bên, theo trong khe hở lộ ra một con mắt, nói chuyện với Lục Huy. Hôm nay là thứ hai, đến dĩ vãn xuất phát thời gian, tiểu đồng bọn nhóm sẽ đến tìm hắn cùng đi công xã đi học. Lục Huy chính hướng đại địa đáy nồi thêm xài, nghe vậy nói. Ta không đi, các ngươi giúp ta cùng lão sư xin cái phép, đã nói trong nhà ta có việc. Mẹ đến bây giờ còn chưa có tỉnh, hắn phải nghĩ biện pháp đưa mẹ đi bệnh viện, nào có công phu đến trường. Là vì A-di sao? Vóc người ải điểm cái kia hỏi, ta nghe nói A-di bị ngươi nải nải đánh choáng ván, thiệt hay giả? Lời đồng đại truyền ngay cả tiểu hài tử đều biết đến, cũng khó trách lục lão thái thái buổi sáng ra đi xem đi, trở về liền mặt âm trầm hùng hùng hổ hổ mẹ ta không ngốc. Lục Huy nghe xong có chút mất hứng. Khi làm sao ngươi không đi đến trường? Đối phương còn muốn nói cái gì, đột nhiên thấy theo trong phòng chạy đến tiểu cô nương, không nhịn cười. Ca ca, Thủy có thể uống lên sao? Tiểu lục đào nải thanh hỏi. Nàng làn da tuyết trắng, lông mi cuốn kiều, hắc nho dường như mắt to trát a à trát, xem xinh đẹp lại đáng yêu. Chính là trên đầu siêu siêu vẹo vẹo bao khối khăn lông, Khăn lông hạ còn mơ hồ có một hình dạng kỳ quái nổi lên, có vẻ hơi buồn cười. Nghe được ngoại nhân tiếng cười, nàng chu miệng, xoay người lại chui trở về phòng trong. Bé trai tiếng cười lớn hơn nữa, nàng đây là can gì đâu. Quá xấu. Vừa dứt lời, trong phòng liền truyền đến một tiếng khóc thúc thít, không xấu, đào đào mới không xấu. Ngươi đừng nói nữa, nàng là chê ta trát tóc khó coi, mới bả đầu bao đi lên. Lục Huy đuổi tiểu đồng bọn rời đi, hai người còn đứng ở chỗ này nói chuyện, không sợ đến trễ a. À. Hai cái bé trai vừa nghe, chạy nhanh vui cười chạy. Lục đào thế này mới theo trong phòng một lần nữa lộ ra tiểu đầu, biển miệng hỏi. Ca ca, đào đào thật sự thật xấu sao? Xấu. Lục đào lại khóc thúc thích một tiếng, đang muốn há mồm khóc lớn, lục gia trong viện đột nhiên tiếng động lớn nháo lên lý xuân lan mới đi trong đội bắt đầu làm việc không bao lâu liền ai u ai u kêu bị người giúp đỡ trở về nói là thắt lưng nhéo việc nhà mới làm cho nàng can ngày thứ hai của nàng thắt lưng liền nhéo lục lão thái thái mặt hắt như đáy nồi khả trước mặt nhiều người như vậy vẫn là giúp nàng mời tôn đại phu đi lại không nghĩ tới tôn đại phu đến đây vừa thấy thắt lưng xoay không xoay nhưng là tiếp theo lý xuân lan mang thai lục lão thái thái một giây trước còn trời u ám trên mặt, một giây sau liền tràn ra một đóa lão cúc hoa, thật sự. Từ sinh lục cường, Lý Xuân Lan này hơn 8 năm lại không động tĩnh, nàng luôn luôn âm thầm thay tiểu nhi tử sốt ruột. Lý Xuân Lan trong lòng đã có chút nghĩ mà sợ. Nàng căn bản không xoay thắt lưng, chính là không nghĩ làm việc, cố ý giả xuất tìm lý do nhàn hạ. Ai biết nàng cư nhiên mang thai, này nếu thực ra điểm ngoài ý muốn, nàng bà bà còn không sống ăn nàng trong nhà đột nhiên thêm kiện việc vui lục lão thái thái nhiều mây chuyển tình đi đều mang phong lúc này không cần lý xuân lan nói nàng cũng không kêu lý xuân lan làm việc giữa trưa thời điểm lão thái thái còn khai tiểu táo lấy đường đỏ cấp lý xuân lan vọt cái trứng gà nóng hầm hập đường đỏ trứng gà đoan ở trong tay lý xuân lan vừa muốn ăn liền nhìn đến lục huy thân ảnh ở trong sân chợt lóe lên nàng bỗng chốc không có khẩu vị, mẹ, ngươi nói tiểu huy cùng đào đào này hai ngày ăn gì. Này muốn trước đây, nàng mới lười quản người khác chết sống, trong nhà thứ tốt toàn thẩn cấp con trai của nàng mới tốt đâu. Khả kể từ khi biết trong nhà chuyện ma quái, trong lòng nàng luôn luôn chíp bông, biết được bản thân mang thai sau liền càng bất an. Lục lão thái thái nghe vậy, tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, gọi ngươi ăn ngươi liền ăn, thiếu thao kia nhàn tâm. Nhưng là đại ca nói trên đời này không quỷ. Lục lão thái thái trừng nàng, ngươi thiếu cho ta tưởng đông tưởng tây, để ý ảnh hưởng ta tôn tử. Không quỷ kia bóng đèn động tạc. Không quỷ lục huy sấm lớn như vậy cái họa, ngươi đều không thu thập hắn, còn không phải sợ. Lý Xuân Lan ở trong lòng nói thầm. Mà kinh con dâu như vậy nhắc tới, lục lão thái thái cũng cân nhắc nổi lên tôn tử cháu gái chuyện. Nàng còn tưởng rằng Trần Gia Nhân nghe nói Trần Phương Tú xảy ra chuyện, sẽ đến tiếp đi khuê nữ cùng hai cái con riêng. Không nghĩ tới này đều hai ngày, còn chưa có cái động tĩnh, xem ra chỉ có thể dùng cái kia biện pháp. Này đều đã trúng hai ngày đói bụng, lưỡng bé con cũng nên học ngoan. Lục lão thái thái trong miệng con riêng, lúc này ở làm gì đâu? Ở đối với bốn bạch mập mạp bánh bao chảy nước miếng. Luôn luôn không đợi đến Trần Gia Nhân, Lục Huy thật sự không cam lòng, lại chạy tới cách vách đại đội tìm ba ba vị kia chiến hữu xin giúp đỡ. Hắn vừa đi, biến mất hồi lâu nhị ngũ linh liền một lần nữa lo dinh, chỉ đạo tiểu lục đào đem Trần Phương Tú chân cũng cấp xoa bóp. Khi bốn bánh bao chính là nhiệm vụ lần này thưởng cho. Trước nói rõ, bởi vì là tân thủ nhiệm vụ, lần này ta mới mở một con mắt nhắm một con mắt. Mẹ ngươi có thể hay không đi lên nhân sinh cao nhất, liền nhìn ngươi về sau biểu hiện, đừng hy vọng ta còn sẽ thả thủy tốt lắm không nói, ca ca ngươi đã trở lại. Nhị ngũ linh nói xong, bên ngoài phòng cửa vừa mở ra, lục huy bản khuôn mặt nhỏ nhắn đi đến. Lần này đi lưu thúc thúc gia tìm người hỗ trợ, hắn lại rải ra cái không, lưu thúc thúc một nhà căn bản không ở. Rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Lục Huy bước trầm trọng bước chân đau khổ suy tư, vừa nhấc đầu, vừa vặn nhìn đến muội muội lén lút hướng kháng quỷ phía dưới tàn này nọ. Gặp đến là hắn, tiểu cô nương rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, mặt mày công công theo kháng quỷ phía dưới tha ra một cái thô từ chén lớn, ca ca ăn bánh bao nha. Dù là lục huy biết lục đào đường cùng bánh bích quy đến kỳ quái, lại thấy nàng biến ra thứ tốt, vẫn là kinh ngạc. Bánh bao nơi nào đến? Khi bánh bao pie cực bạch, lại béo lại nhuyễn, hoặc nhìn cũng rất ăn ngon, dùng là căn bản không phải thông thường tiêu chuẩn phấn. Bánh bao là ba ba cấp nha tiểu lục đào đáp thập phần thản nhiên ca ca chúng ta một người một cái còn có hai cái cấp mẹ được không được lục huy lúc này chú ý nhất chính là mẹ nghe nàng nói lên mẹ cũng bất chấp hỏi nàng bánh bao lai lịch đào đào nếu không chúng ta mượn cái xe bản thân đưa mẹ đi bệnh viện đi lục đào vỗ tay tán thành đưa mẹ đi bệnh viện tốt tốt đào đào muốn đưa mẹ đi bệnh viện đào đào có xe xe chỉ là của nàng xe xe đâu Tiểu cô nương ở phòng trong bao quanh dạo qua một vòng, cắn ngón tay nhỏ, cẩn thận suy tư, a, à, đúng rồi, mẹ tàn trong ngăn tủ. Nàng nhảy lên kéo ra bàn viết quỷ môn, hắc nha hắc nha, bắt đầu quyệt tiểu môn phiên này nọ. Lục Huy biết cái kia xe đẩy. Kia là bọn hắn ông ngoại bản thân dùng đầu gỗ làm, chính là một khối một thước gặp phương tấm ván gỗ, hai bên an thượng bốn bánh xe. Phía trước có cái cùng loại đầu ngựa xe can, xe trên gậy còn xuyên dây thừng, có thể kéo đi. Lục đào thích vô cùng, thường xuyên làm cho hắn hoặc là mẹ kéo nàng ở phòng trong ngoạn, cười thanh khách một đường. Khả nhỏ như vậy xe, nơi nào có thể đưa mẹ đi bệnh viện. Đừng tìm, người kia xe không dùng được. Lục Huy đi đến trên kháng, kéo ra bản thân phóng bút chỉ sách bài tập ngăn kéo, theo bên trong lục ra tàn tiền tiêu vặt cũ tất. Phiên Hoàng vừa quay đầu, mới phát hiện tiểu cô nương đã chui không có ảnh nhi, đào đào ca ca đào đào tìm được trong ngăn tủ truyền đến tiểu cô nương kinh hỷ thanh âm ngươi xuất hiện đi lục huy nói chúng ta đi cùng người khác mượn xe ngựa không cần thối lại nga bên trong ứng câu lại không thanh nhi lục huy không khỏi nghi hoặc làm sao ngươi còn không ra loạn thất bát tao ngăn ở quỷ cửa gì đó giật giật ca ca ta ta ra không được lục huy Lục Huy mất điểm kính, mới đem chui vào trong ngăn tủ xuẩn muội muội kéo ra đến. Mãi cho đến cuối cùng một khắc, tiểu cô nương trong lòng còn ôm cái kia nhặt lậu đầu gỗ xe đẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức đỏ bừng. Như vậy điểm đại xe có thể làm gì? Đem mẹ ngươi đầu đưa bệnh viện sao? Lục Huy vừa xuất hiện liền giả chết nhị ngủ linh nhịn không được ra tiếng, có bản hệ thống ở, còn đi cái gì bệnh viện? Bệnh viện có sao bản hệ thống càng không đau không độc vô tác dụng phụ liệu pháp sao? Bản hệ thống sử dụng, nhưng là toàn tinh tế tối mũi nhọn dòng điện sinh vật kỹ thuật. Ba ba ngươi lại đã về rồi. Tiểu lục đào nhãn tình sáng lên, ta cùng ca ca muốn đưa mẹ đi bệnh viện, ngươi có đi hay không nha? Lục huy mới từ tất lý xuất ra cuốn ở cùng nhau tiền hào tử, nghe vậy vội vàng quay đầu, ba ba. Ba ba ở nơi nào? Liên tại đây Nhi A. À. Lục Đào nói. Lục Huy bốn phía nhìn quanh, ta thế nào không phát hiện? Ngươi có thể thấy mới thực sự quỷ. Hoàng hảo ký chủ là cái tiểu thí hài, cùng người nói, cũng nói không rõ ràng hệ thống tồn tại. Lục Đào bên tai thứ thứ kéo kéo một trận, mới nghe được nhị ngũ linh nói. Đào đào tiểu bảo bối, ngươi có phải là không tin ba ba? Ba ba đều nói mẹ chỉ là đang ngủ, làm sao ngươi còn muốn đưa mẹ đi bệnh viện đâu? ba ba cảm thấy bản thân nhận đến vũ nhục lục đào ba ba vũ nhục là ngươi coi ta như chưa nói cáo từ ba 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 ngay cả kêu hai tiếng không người để ý tiểu lục đào mân mê miệng ba ba lại đi rồi lục huy vẫn là lần đầu nhìn đến muội muội đối với không khí nói chuyện hắn dù sao chỉ có bảy tuổi tân kỳ xa xa lớn hơn sợ hãi ngũ quan xinh đẹp bé trai một mặt cúi đầu một phần một phần kiếm tiền một mặt hỏi lục đào. Ngươi thật có thể thấy ba ba. Đúng rồi. Khi lần sau nãy nãy lại đến khi dễ chúng ta, khiến cho ba ba đem nàng dọa chạy. Lục Huy đem sổ tốt một khối hai mau thất sủy nhập khẩu túi, lưng khởi túi sách, đi, mượn xe đưa mẹ đi bệnh viện đi. Đưa mẹ đi bệnh viện đi. Lục Đào đi theo chạy ra hai bộ, lại đắc 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 vòng vo trở về, ca 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 ca, bánh bao còn chưa có ăn vậy ăn xong lại đi. Lục Huy trước nắm lên một cái, nhưng mà chỉ cắn một ngụm, hắn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên liền lộ ra ngốc sững sờ biểu cảm, thịt. Đầu năm nay thịt đều là số lượng cung ứng, mừng năm mới quá tiếc có thể ăn đến một điểm mang thịt sủi cảo, sẽ không sai lầm rồi. Thuần thịt nhân bánh bánh bao, hắn nghe cũng chưa nghe nói qua. Tiểu lục đào mới mặc kệ cái gì thịt không thịt, nàng chỉ biết là bánh bao ăn ngon, đặc biệt hương ta tin tưởng bánh bao là ba ba cấp không phải là ba ba ai sẽ đem như vậy đồ tốt cấp chúng ta lục huy nghiêm cẩn suy tư hạ nhìn không được nhắc nhở muội muội đào đào ba ba cho ngươi ăn ngon chuyện này ngàn vạn đừng ra bên ngoài nói ừ ừ tiểu lục đào gật đầu đại cường ca ca hội cướp đi huynh mụi lưỡng chính lang thôn hổ yết đột nhiên có tiếng bước chân tới gần lục huy cảnh giác thăm dò nhìn thoáng qua sắc mặt đại biến là nải nải. Ngồi ở kháng biên tiểu lục đào cả kinh, theo bản năng liền đem thừa lại nửa bánh bao hướng mông phía dưới tàn. Ngươi ngốc a à ngươi. Ngươi tàn kia về sau còn có thể ăn sao? Ngươi liền sẽ không trực tiếp ăn xong, nhị ngũ linh ra tiếng nhắc nhở. Tiểu lục đào vừa nghe có đạo lý, miệng nhỏ một trương, cố sức đem nửa bánh bao toàn tắt đi vào. Lục huy trơ mắt xem nàng khí nuốt núi sông, kém chút không đem bản thân nghẹn tắt thở, thanh âm đều biến điệu. Ngươi chậm một chút. Ngươi tưởng nghẹn tử A. Hắn vội vàng lấy nước cấp muội muội uống, lại vỗ muội muội lưng giúp nàng thuận khí. Đúng lúc này, lục lão thái thái trên cánh tay đáp bộ tiểu hài tử quần áo, vào cửa. Lục Huy lấy khăn lau một chút ngoài miệng du, lập tức dẫn theo tiểu túi sách, đề phòng che ở muội muội phía trước, ngươi tới làm gì? Đây là con ta gia, ta động liền không thể tới lục lão thái thái vậy mà khó được hướng hắn cười cười, tuy rằng thoạt nhìn càng như là ngoài cười nhưng trong không cười, chạy nhanh đem quần áo thay đổi, theo ta đến chính ốc ăn cơm. Nhà chúng ta có tin mừng sự, giữa trưa hồ hai cùng mặt bánh bột ngô sao trứng gà. Lục Huy đứng bất động, liền ngay cả mở ra bảo vệ muội muội cánh tay đều không có chút lơi lỏng. Lục lão thái thái dỗ vài câu hắn cũng chưa phản ứng, rõ ràng thu cười, không muốn ăn, liền đem quần áo thay đổi. Ngươi lão lão gia có người tới tìm ngươi, chạy nhanh đem ngươi kia thân mụn vá xếp mụn vá thoát, tỉnh bọn họ cả ngày nói ta ngược đãi ngươi. Lục Huy hồ nghi xem nàng. Ta lão lão gia người tới. Lục lão thái thái nhất mắt trợn trắng, ngươi lão lão gia không đến nhân, ngươi cho là ta nguyện ý đem đại cường sim y cho ngươi mặc. Lục Huy nửa tin nửa ngờ. Nhưng là mẹ còn nằm ở trên kháng, chờ nhân đưa nàng đi bệnh viện. Hắn khẽ cắn môi, đến là ta lão vẫn là ta cửu. Hiện tại ở đâu? Lục đào đưa lưng về phía lục lão thái thái, rất dễ dàng đem trong miệng bánh bao cấp nuốt xuống, nghẹn thẳng đánh cắt. Nghe thấy ca ca muốn đi theo nải nải đi, nàng nóng nảy, ca ca. Cách nhi. Chờ, đợi chút. Cách nhi. Nải nải hung nải nải hư, đào đào không đi theo bảo hộ ca ca, ca ca bị khi dễ làm sao bây giờ. Tiểu cô nương đứng lên, liền muốn nhảy xuống tháng kết quả không nghĩ qua là bị bên chân bác bán hạ. Ôi, mềm yếu tiểu thân mình thẳng tắp nện ở Trần Phương Tú trước ngực. Một giây sau, luôn luôn nhắm chặt hai mắt Trần Phương Tú, lông mi đột nhiên kịch liệt rung động lên. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 6 Tỉnh lại Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Ta lão người nhà đâu? ta thế nào không thấy. Lục Huy đi theo lục lão thái thái đến chính ốc, cũng không nhìn thấy lão lão cùng cậu. Nhưng là kháng đối diện ghế tựa, ngồi một nam một nữ hai cái người xa lạ, tuổi đều ở khoảng 40, làn da ngâm đen. Nhìn thấy Lục Huy tiến vào, ánh mắt hai người đều dừng ở trên người hắn. Cái kia nam nhân còn theo trong gói to cào ra một phen củ lạc, yếu tắc cho hắn, bá bá chính là ngươi lão nhường đến. Ngươi lão đi không được, bảo chúng ta quá đến xem ngươi đến cầm ăn lục huy không tiếp ngược lại lui về phía sau một bước lão lão gọi các ngươi đến ta thế nào không biết các ngươi gọi ngươi bắt ngươi mượn lục lão thái thái đẩy đẩy hắn lục huy không để ý tới chỉ hỏi kia trung niên nam nhân ta trước kia thế nào chưa thấy qua các ngươi đứa nhỏ này cảnh giác tâm còn rất cường trung niên nam nhân thu tay xấu hổ cười cười cảnh giác tâm cường thuyết minh hắn thông minh a à. Lục lão thái thái nói, ngươi nhưng đừng coi kinh ta đây tôn tử. Đừng nhìn hắn năm nay mới 7 tuổi, đã lên năm nhất, học được một điểm không thể so 8, 9 tuổi đứa nhỏ kém. Hơn nữa nha. Lão thái thái túng quá lục huy cánh tay, đem hắn hướng kia hai cái người xa lạ trước mặt đẩy đẩy, ngươi xem này diện mạo, ta dám nói toàn bộ yêu dân công xã, liền không có so này càng tuấn tiểu tử còn có này dài cánh tay chân dài, tương lai nhất định nhi lớn lên cái. Lục Huy bị người nhìn xem không thoải mái, xoay thủ xoay chân dãy dụa. Lúc này, luôn luôn không mở miệng kia nữ nhân nói. Bộ dạng là rất tuấn. Bất quá lớn lên cái, ăn lương cũng nhiều. Khi nam nhân nói, ăn được nhiều, không phải là cũng có thể sao. Lục lão thái thái cười nói, này nếu dưỡng cái ma ốm, về sau có thể cho chúng ta dưỡng lão nói cũng là. Khi nam nhân cùng nữ nhân liếc nhau, âm thầm gật gật đầu. Lục lão thái thái vừa thấy, lập tức cười ra mặt mũi nhăn nheo, vậy quyết định như thế. Nam nhân không trả lời, chỉ dặn kia nữ nhân. Ngươi cùng hắn nhiều trò chuyện. Đứng dậy đi ra ngoài. Lục lão thái thái vội theo đi ra ngoài, động dạng. Giá trị này sổ đi. Hai trăm rất quý giá. Nam nhân nói, hắn đều nhớ, chỉ sợ dưỡng không quen. Hắn mới 7 tuổi, có thể nhớ bao nhiêu chuyện này. Còn không phải ai cấp ăn cấp mặt ai chính là cha. Rất quý giá, chúng ta cách vách đại đội lão Lý Gia, cùng người muốn cái nửa tuổi tiểu tử, mới cho 100 ngũ nuôi nấng phí. Người này đều hơn 7 tuổi, trở về ta còn phải xem hắn phòng ngừa hắn chạy, nhiều nhất cho ngươi 80. 80 cũng quá thiếu. Lục lão thái thái bất mãn, chúng ta dưỡng hắn lớn như vậy cũng không dễ dàng, nếu không phải là ba hắn hắn mẹ xảy ra chuyện, sợ trong nhà chiếu cố không đến, chúng ta cũng không bỏ được. Thấp nhất 100, ngươi nếu vui, hắn còn có một muội muội, bộ dạng cũng khả tuấn. Hai người chính cò kè mặt cả, buồn trong đột nhiên truyền đến một tiếng hô nhỏ, ngươi can gì. Một giây sau, Lục Huy cùng cái tiểu đạn pháo giống nhau vọt ra, thẳng đến cửa phòng, mặt sau đi theo có chút kích động nữ nhân. Lục lão thái thái bị liền phát hoảng, vội vàng đuổi theo. Khả nàng lão cánh tay lão chân, nơi nào chạy đến quá toàn lực tiến lên Lục Huy. Cuối cùng vẫn là kia trung niên nam nhân giúp đỡ ngăn cản hạ, nàng mới ở ngoài cửa, miễn cưỡng túng trụ Lục Huy cổ áo. Đồ ranh con ngươi chạy gì, vội về chịu tan a. À. Lục lão thái thái ở Lục Huy trên mông đá một cước, dùng sức kéo hắn đi vào trong. Lục Huy một phát bắt được khung cửa chính là không đi vào, ngươi buông tay. Ngươi muốn bán đứng ta, đừng cho là ta không biết. Bọn họ ở bên ngoài nói cái gì 81 trăm, hắn khả toàn nghe thấy được. Chính nói giới thời điểm bị hắn hạ mặt mũi, lục lão thái thái sắc mặt xanh mét, ngươi cho ta thành thật điểm. Nói mới nói một nửa, liền nghe được có người cao giọng nói. Ai u, đây là làm chi đâu? Bán tôn tử nha. Còn nói quốc bình nàng dâu không phải là nàng đánh, không phải là nàng đánh, cái nào nãy nãy có thể bỏ được đem tôn tử bán. Là ở tại cách vách lão vương thái thái. Năm đó lục gia xây dựng thêm phòng ở, làm một mặt tường cùng cách vách vương gia có chút mâu thuẫn, luôn luôn không đối phó đến bây giờ. Hôm nay buổi sáng lục lão thái thái đi ra ngoài, chính là bị lão vương thái thái chèn ép mắng nửa giờ. Lục gia có chuyện gì, muốn hỏi lục lão thái thái không mong muốn nhất nhường ai biết, khẳng định là lão vương thái thái nàng lập tức dương giọng nói. Ngươi nói gì đâu? Ngươi có dám hay không lặp lại lần nữa? Lão vương thái thái không chút nào yếu thế, lặp lại lần nữa động. Đánh con dâu, bán tôn tử, loại này chuyện thất đức như ngươi đều có thể trang xuất ra, còn sợ người ta nói. Ta xem nhân gia cũng không oan uổng ngươi, nói không chừng quốc bình thực chính là ngươi hại chết. Ngươi! Lục lão thái thái tức giận đến không được, thoáng nhìn kia đối trung niên vợ chồng, lại mạnh mẽ đem lửa giận đè ép đi xuống, ta không với người loại này người đàn bà chanh chua nói chuyện. Nàng dùng sức hô hấp hai khẩu, nói với Lục Huy. Nghe lời, đừng nháo, nãy nãy điều này cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi xem ba ngươi không có, mẹ ngươi lại thành như vậy, ngươi không nghĩ biện pháp cấp bản thân tìm tốt địa phương, chẳng lẽ về sau mang theo đào đào cùng uống phong. Ta phi, bản trượng tử kia đầu lập tức truyền đến lão vương thái thái thanh âm, ngươi nói khen ngược nghe, còn không phải không nghĩ nuôi sống lưỡng đứa nhỏ. Liền chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Ta yêu động động, qua ngươi đánh rắm. Lục lão thái thái trống lớn trở về, trống hoàng lại cúi đầu dỗ lục huy, mau buông tay, với ngươi triệu bá bá triệu đại nương hảo hảo trò chuyện. Nhà bọn họ điều kiện tốt, lại luôn luôn không đứa nhỏ, ngươi đi nhà bọn họ, bọn họ khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Lục Huy gắt gao cầm lấy khung cửa, mặt đều nghẹn đỏ, chính là không buông tay. Ai ngươi đứa nhỏ này động không biết tốt xấu. Lục lão thái thái giắt hắn, khối buông tay, có chuyện đi vào hảo hảo nói. Hai bên chính dằn co, vóc người nho nhỏ Lục Đào đỉnh một đầu tóc bay rối theo sương phòng chạy xuất ra, hướng về phía bên này há mồm liền kêu. Ca ca. Cách nhi. Mẹ cách nhi mẹ cách nhi cách nhi tiểu cô nương tiếng nói non nớt một câu hoàng chỉnh lời nói không nói ra nhưng là cách đánh cho đặc biệt vang dội đại khái nàng cũng cảm thấy được gấp đến độ đều đang tại chỗ nhảy nhót còn liên tiếp lấy ngón tay nhỏ phòng trong lục huy vội kêu nàng đào đào trở về đừng tới đây khả cách nhi nhưng là Cách nhi. Mẹ. Cách nhi. Mẹ. Lục đào một mặt bật, một mặt điên cuồng khoa tay múa chân, đáng tiếc không một người có thể xem hiểu. Cuối cùng nàng tức giận đến nhất đọa chân nhỏ, xoay người đắc đắc đắc, lại chạy đi trở về. Lục huy nhẹ nhàng thở ra. Khi nữ nhân gặp hắn như vậy, nhỏ giọng nói. Muốn không hay là thôi đi, chúng ta không miễn cưỡng lục lão thái thái nơi nào chịu liền như vậy quên đi chuyện này còn không tới phiên hắn định đoạt nói xong liền muốn đi ninh lục huy cánh tay lục huy một ngụm cắn ở nàng trên mu bàn tay thừa dịp nàng sức tay hơi tùng đẩy ra nàng quay đầu bỏ chạy ta mặc kệ muốn đi chính ngươi đi lục lão thái thái không đứng vững một cái lão đảo về phía sau đổ đi vừa vặn đánh lên phía sau lý xuân lan lý xuân lan luôn luôn nằm ở bản thân trong phòng nghe bên này nháo lên mới chạy đến nhìn xem tuy rằng không quá nói nàng cũng cảm thấy lão thái thái đem lục huy cùng lục đào tiễn bước vẫn có thể xem là một biện pháp tốt đến lúc đó mọi người đi rồi đại bá ca hắn hẳn là cũng không cần phải lại đứng ở da thôi không nghĩ tới này nhất xem náo nhiệt đổ nhìn ra sự đến đây lục lão thái thái đụng vào nàng lưỡng trực tiếp điệp cùng nơi ngã ở trên đất một già một trẻ nhất thời ai u ai u kêu đứng lên, trường hợp nhất thời túi bụi. Bản trượng tử bên kia lập tức truyền đến lão vương thái thái cười to, ha 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 xứng đáng. Cho ngươi thiếu đạo đức. Tức giận đến chính dãy dụa đứng dậy lục lão thái thái một cái bất ổn, đùng kỹ, lại xuất đi trở về. Lục quốc phú thượng hoàng toa lét trở về, liền nhìn đến lục huy đẩy ra nhà mình lão mẹ chạy ra ngoài, theo bản năng nhéo lục huy. Kết quả chỉ chớp mắt, hắn mẹ lại cùng hắn mang thai vợ xuất ở cùng một chỗ biến thành hắn đều không biết có nên hay không buông tay đi phù cuối cùng vẫn là kia trung niên nữ nhân đem lục lão thái thái cùng lý xuân lan phù lên lục lão thái thái vừa đứng ổn lập tức đi cửa tìm cái chổi ta cho ngươi mặc là đi dù sao ta không đi ta có mẹ có lão lão ngươi không thể bán ta lục huy đối với lục quốc phú liên kích mang đánh số chết dãy giụa ánh mắt đều hầm đỏ giống chỉ bị thương sói con tử lục quốc phú bị hắn làm phiền đưa hắn hai cái tiểu cánh tay sau này nhất tiễn thoải mái chế trụ lục lão thái thái cũng dẫn theo cái chổi vọt đi lại ta gọi ngươi không nghe lời xem ta hôm nay không đánh chết ngươi ngươi không phải là có mẹ có lão lão sao ngươi động không kêu các nàng cho các nàng đi đến cứu ngươi mắt thấy cái chổi liền muốn đánh vào lục huy trên người một cái quen thuộc giọng nữ đột nhiên vang lên dừng tay. Ngươi bảo ta dừng tay ta liền dừng tay, ngươi cho là ngươi là đứa nhỏ hắn mẹ. Lục lão thái thái nói được nửa câu, đột nhiên sửng sốt, phương tú. Cách đó không xa, đầu triền băng gạt sắc mặt tái nhật xinh đẹp tuyệt trần nữ nhân, không phải là nàng đại nhi tức phụ trần phương tú, lại là cái nào. Trần phương tú trong tay đỡ cái ghế dựa, kéo thương chân cố hết sức hướng bên này chuyển, mu bàn tay dùng sức gân xanh thẳng bạo, ai kêu ngươi bán con ta. Ta còn chưa có chết đâu." Thanh âm suy yếu mà khàn khàn, ánh mắt lại giống như muốn ăn thịt người, nhưng bốn phía một cái chớp mắt trở nên tử thông thường yên tĩnh. Chỉ có nhắm mắt theo đuôi đi theo mẹ phía sau tiểu Lục Đào, một điểm không chịu ảnh hưởng. Gặp Lục lão thái thái cầm cái chổi muốn đánh Lục Huy, nàng còn nhặt lên một khối hòn đá nhỏ, phô trương thanh thế hướng Lục lão thái thái bên chân quăng, "Hư. Cách nhi. Xấu xa. Cách nhi." Không được. Cách nhi. Không được đánh ca ca. Quang hoàng xem cũng không dám xem Lục lão thái thái, xoay người liền chạy về mẹ phía sau, giống con chim đà điểu dường như đem đầu giấu đi. Nghe được nàng vang dội ở no nê, Lục Huy cái thứ nhất phản ứng đi lại, "Mẹ. Mẹ ngươi tỉnh." "Là, mẹ tỉnh." Trần Phương Tú cố hết sức chuyển gần, ánh mắt tử nhìn thẳng Lục Quốc Phú kiềm chế Lục Huy thủ, buông ra hắn. Trần Phương Tú ở nhà nhẫn nhục chịu đựng quen rồi, là cái loại này trên ý nghĩa truyền thống hiền thê lương mẫu. Lục Quốc Phú vẫn là lần đầu tiên thấy nàng như vậy hung, hung đến thậm chí có chút điên, theo bản năng liền tùng lực đạo. Lục Huy lập tức bỏ ra hắn phát giống mẹ, khóc mắt đỏ bừng, mẹ, mẹ ngươi khả tỉnh. Trần Phương Tú nới ra một bàn tay ôm hắn, vành mắt cũng đỏ, thực xin lỗi, mẹ vô dụng, cho ngươi chịu khổ. Không khóc. Cách nhi cách nhi không khóc khóc tiểu lục đào đụng đến hai người trung gian ra sức giật giật phát hiện với không tới mẹ liền kiển chân cấp ca ca lau nước mắt mềm yếu tay nhỏ sát quá khuôn mặt ấm áp lại tri kỷ chỉ là tiểu cô nương đánh cách thanh âm thật sự quá lớn lục huy nghe được đều có chút khóc không đi xuống thậm chí muốn cười đúng lúc này cách vách truyền đến một tiếng kêu to mẹ ta nha phương tú nàng tỉnh quốc bình hắn nàng dâu cư nhiên tỉnh. Tiếp theo, hỗn độn tiến bước chân tới gần, bản trượng tử đỉnh đầu liên tiếp lộ ra một viên, hai khỏa, tam khoa, tứ cái đầu. Bác chỉ tròng mắt toàn không thể tin trành hướng về phía Trần Phương Tú. Nằm tàu. Thật đúng tỉnh. Tôn Đại Phu không nói vẫn chưa tỉnh lại sao. Ngươi khả đánh đổ đi, nhân gia chỉ nói tỉnh có thể là cái ngốc tử, lại chưa nói tỉnh không xong kia lão lục bà không phải là bạch bận việc. Nàng còn tưởng bán con trai của người ta, cái này xong rồi đi. Khi cũng nói không chừng, phương tú thật tốt tì khí A. Mấy người không e dè, làm lục gia nhân mặt liền nghị luận đứng lên. Lão vương thái thái thậm chí hướng trần phương tú kêu. Phương tú, cùng nàng không tính ngoạn. Ta cùng ngươi nói, nàng vừa nghe nói ngươi khả năng chàng hỏng rồi đầu óc, căn bản sẽ không cho ngươi trị nàng còn ngược đối đãi các ngươi gia tiểu huy cùng đào đào, không cho bọn hắn cơm ăn, thực hắn mẹ không phải là này nọ. Ngươi hắn mẹ mới không phải này nọ. Ta không hô hai ngươi miệng tử ngươi liền khó chịu là đi. Ta hắn mẹ. Lục lão thái thái tức giận đến thẳng dơ chân, dương tay liền đem cái chổi ném đi qua. Đáng tiếc phương hướng không cho, lực đạo cũng không đủ, cái chổi bay đến một nửa liền rớt xuống. Nàng ngực kịch liệt phập phồng, đang muốn cùng lão vương thái thái đối mắng cái 300 hiệp, một chiếc tam luân xe máy đứng ở lục cửa nhà. Từ trên xe bước xuống hai gã mặt chế phục công an, nâng tay ở trên cửa gõ gõ. Chúng ta tiếp đến báo án, nói có người ấu đã con dâu trí tử, xin hỏi vị ấy là Diệp Cúc Hoa. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 7 Lừa bán bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lục lão thái thái dù sao cũng là không có gì kiến thức nông thôn phụ nữ, vừa thấy đến mặt chế phục công an đồng chí, bản năng cũng có chút bỡ ngỡ. Lại nghe một chút nhân gia công an đồng chí nói gì? Nàng quán thượng chuyện này, nàng quán thượng đại sự nhi. Lục lão thái thái vừa rồi đau ẩu tôn tử, giận đổi hàng xóm khí thế, nháy mắt quể oải. Nàng miễn cưỡng xả ra cái cười, kia gì, công an đồng chí các ngươi là không phải là nghĩ sai rồi bởi vì biểu cảm chuyển hoáng quá mức đông cứng tươi cười quỷ dị lại vặn vẹo tiểu lục đào chỉ nhìn thoáng qua liền sợ tới mức quay lại thân ông lấy mẹ cái kia hảo chân mai khởi đầu ngươi chính là diệp cúc hoa hai vị công an quét mắt trong viện tình huống hỏi lục lão thái thái lục lão thái thái vội gật đầu đúng 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 ta liền là bất quá ta cũng không giết người đồng chí các ngươi nhất định phải nắm rõ a à. công an đồng chí thật giải quyết việc chung có người báo án nói ngươi sát hại con dâu trần phương tú còn hư hư thực thực cùng lục quốc bình mất tích một chuyện có liên quan mời ngươi phối hợp của chúng ta điều tra không thể nào nhi lục lão thái thái dùng sức lay đầu ta con dâu liền đứng ở kia nhi ta không có giết nàng hai vị công an theo nàng sở chỉ phương hướng vọng đi qua có chút chần chờ ngươi chính là trần phương tú đồng chí Trần Phương Tú suy yếu gật gật đầu, ta liền là Trần Phương Tú, công an đồng chí nhĩ hảo. Nàng hôn mê hai ngày, vốn là không có gì khí lực, một đường mạnh mẽ đi tới lại khó tránh khỏi động đến thương chân. Lúc này trên mặt của nàng đã không có một chút huyết sắc, đại dọc đại dọc mồ hôi lạnh theo cái trán chảy xuống, hoàn toàn là dùng nghị lực ở đối kháng đau đớn. Hai cái công an nhìn không được, đi lại đem nàng phù đến ghế tự ngồi ổn, mới bắt đầu cùng nàng thẩm tra thân phận tin tức tính danh, tuổi, công tác đơn vị, có người báo án nói ngươi bà bà đánh ngươi, ngươi này thân thương là nàng đánh sao? Lục lão thái thái vừa nghe, lập tức kêu oan, không có quan hệ gì với ta. Nàng đây là nhường xe cấp chàng, chuyện không liên quan đến ta nhi. Trần Phương Tú kỳ thực cũng nhớ không rõ lắm hôm kia buổi tối chuyện, nàng thoáng hồi tưởng hạ, chần chờ gật đầu, hẳn là bị xe chàng. Lão Vương thái thái nghe vậy, ồn ào đứng lên, Phương Tú thím biết ngươi tính tình tốt không muốn đem sự tình làm lớn khả ngươi cũng phải vì đứa nhỏ ngẫm lại a à, nàng ngược đối đãi các ngươi cũng không phải một ngày hai ngày không nhường nàng ăn cái giáo huấn các ngươi về sau động quá ta gì thời điểm ngược đãi bọn hắn lục lão thái thái giơ chân có phải là ngươi nhìn ta không vừa mắt đi báo án có phải là ngươi nhìn ngươi không vừa mắt nhiều người động chính là ta chính ngươi làm việc thiếu đạo đức còn sợ nhân biết Mắt thấy hai cái lão thái thái lại muốn gây gỗ, một cái công an A Thanh, này ra án đâu, yên tĩnh. Hai người đều phẫn nộ ngậm miệng, chỉ là như trước lẫn nhau trừng mắt đối phương, ai cũng không phục ai. Khi công an đối đãi Trần Phương Tú cũng vẫn tính ôn hòa, ngươi không cần có cái gì băng khoăn, cứ việc ăn ngay nói thật. Nếu kiểm chứng là thật, ngươi thương nặng như vậy, đánh người của ngươi không hình phạt, cũng muốn câu lưu phạt tiền. Câu lưu, lão vương thái thái phốc một tiếng vui vẻ lục lão thái thái tắt gấp đến độ ứa ra hãn công an đồng chí ngươi nghe ta giải thích ta thực không đánh nàng lời còn chưa dứt tiểu lục đào liền không chút khách khí phá đánh cách nhi đánh ca ca tiểu cô nương ngắn ngủn ngón tay nhỏ hướng cái chổi bên kia điểm a điểm ý tứ thật rõ ràng nàng chính là lấy cái kia đánh giọt lục lão thái thái suýt nửa một ngụm lão huyết phun ra đến đại nhân nói nói đâu tiểu hài tử tâm miệng tiểu lục đào lấy tay nhỏ che miệng ngồi sổng trần phương tú ghế dựa mặt sau không lên tiếng trần phương tú công bằng bị xe đụng phải chính là bị xe đụng phải cũng không có nhân cơ hội vu hãm lục lão thái thái hai vị công an làm xong ghi chép đứng dậy cáo từ đã như vậy chúng ta liền không quấy rầy cảm ơn của ngươi phối hợp nói xong như có chút chỉ nhìn lục lão thái thái liếc mắt một cái Trần Phương Tú đồng chí, người nếu có chuyện gì có thể đi trong đội tìm Phụ Liên, trong đội không được đi công xã cũng xong. Chúng ta Phụ Liên đồng chí, vẫn là thật nguyện ý giúp phụ nữ đồng chí giải quyết vấn đề. Lục lão thái thái thấy bọn họ phải đi, đại thở ra một hơi, vội đôi nhất lên khuôn mặt tươi cười, ta đưa đưa hai vị đồng chí. Đợi chút. Trần Phương Tú đột nhiên nói, ta còn có chuyện xin nhờ hai vị công an đồng chí lục lão thái thái mặt nháy mắt lại trầm xuống dưới, có gì chuyện này thế nào cũng phải phiền toái nhân gia công an đồng chí. Trần Phương Tú không xem nàng, chỉ bình tĩnh nói. Ta muốn báo án, cáo ta bà bà Diệp Cúc Hoa, lừa bán con ta. Lừa bán. Hai vị công an lẫn nhau liếc nhau, dừng bước chân. Một bên, lục lão thái thái đã triệt để hoảng, ngươi điên ư, ta gì thời điểm lừa bán con trai của ngươi. Ngươi không lừa bán tiểu huy bên kia kia hai người làm sao hồi sự nhi trần phương tú chỉ hướng góc xó nỗ lực rơi chậm lại tồn tại cảm trung niên nam nữ ta bà bà nhân cơ hội ta hôn mê tính toán đem con ta bán đồng chí các ngươi đến thời điểm ta cùng nàng vì chuyện này tranh chấp nàng trước kia thật sự là quá ngu ngốc cho rằng bản thân nén giận có thể làm tốt gia đình quan hệ không nhường trượng phu giáp ở bên trong khó xử kết quả nhất nhường lại nhường đổi lấy chỉ có được một tất lại muốn tiến một thước. Bà bà nàng đều tính toán bán đứng tiểu huy, kia còn coi bọn họ là quá gia nhân. Bị Trần Phương Tú như vậy nhất chỉ, kia trung niên nữ nhân lập tức không biết làm sao, ta, chúng ta không có. Nhưng là kia trung niên nam nhân coi như trấn định, đồng chí chúng ta cái gì đều không biết. Ta cùng nhà chúng ta kia khẩu tử kết hôn 20 năm sau, luôn luôn không đứa nhỏ, đã nghĩ thu dưỡng một cái vị này lão thái thái nói con trai của nàng con dâu đều không có tôn tử không ai dưỡng hỏi ta nhóm có nguyện ý hay không thu dưỡng đôi ta vừa nghe đứa nhỏ này cũng rất đáng thương thế này mới đi lại nhìn nhìn đúng đúng liền là như thế này khi nữ nhân ở một bên dùng sức gật đầu hai người bọn họ đem bản thân hái được cái sạch sẽ đầu sỏ gây nên chỉ còn lục lão thái thái một cái nghe được lục lão thái thái lại là giận lại là cấp hận không thể lấy ánh mắt ở trên người bọn họ trạt ra cái động. Đột nhiên Lục Huy mở miệng hỏi. Thu dưỡng vì sao còn muốn tiền? Một lát 81, một lát 100, ta đều nghe thấy được. Này! Này không nhà các ngươi tốt xấu cũng nuôi ngươi lớn như vậy, không cho điểm nuôi nấng phí không thể nào nói nổi. Nam nhân nói còn giống chuyện như vậy. Khả Trần Phương Tú một ngụm cắn chết muốn cáo lục lão thái thái, lại có lục huy này đương sự, cùng lão vương thái thái này không sợ sự đại nhân chứng làm chứng dù là bọn hắn liều mạng giải thích hai vị công an vẫn là quyết định dẫn bọn hắn hồi sở lý thẩm vấn lục lão thái thái lúc đi mặt như màu đất hai cái đùi không ngừng rung lên liên tiếp giải thích ta không có lục quốc phú nhìn không được nghĩ ra thanh giúp lục lão thái thái nói nói mấy câu luôn luôn tránh ở trong môn lý xuân lan sợ hắn cũng bị liên lụy đi vào túng túng tay áo của hắn lục quốc phú không để ý lý xuân lan rõ ràng ai u một tiếng ông bụng ngồi sững ở tại trên đất quốc phú ta ta bụng đau lục quốc phú thế này mới nhớ tới nàng phía trước rơi kia nhất dao vội vàng đi phù nàng xuân lan xuân lan ngươi động lục lão thái thái trơ mắt xem con trai viết hạ bản thân chạy tới đối với con dâu hỏi han ân cần tức giận đến kém chút không tại chỗ qua đời chờ tam luân xe máy đột 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 mang theo lục lão thái thái chạy xa ăn đầy mình đại qua vương gia nhân tài ý còn chưa hết theo đầu tường xuống dưới. Lúc này lão lục bà tái sinh đại đã chết, các ngươi nói, nàng có phải hay không thực đi ngồi sổng đại lao? Quảng nàng ngồi sổng không ngồi sổng, liền tính đi vào câu lưu hai ngày. Nàng này nét mặt già nu cũng triệt để mất hết, xứng đáng. Muốn ta là phương tú, sớm cùng nàng xé rách mặt, cũng không biết nàng làm sao nghĩ tới. Thân tôn tử cũng có thể bán liền tính bất công mắt cũng phải có cái độ đi thực hoài nghi quốc bình rốt cuộc có phải là nàng thân sinh ngươi nói gì lão vương thái thái đột nhiên dừng lại bước chân vương lão dâu cả thuận miệng nói ta nói hoài nghi quốc bình không phải là nàng thân sinh a à, động không phải là nàng thân sinh lão vương thái thái thì thào không phải là thân sinh chờ trong viện không có người khác trần phương tú xem cũng không xem lục quốc phú đôi đứng lên, tiếp tục gian nan trở về chuyển. Lục quốc phú thấy, nhịn không được trầm giọng nói. Ta mẹ hiện tại tiến cục cảnh sát, ngươi vừa lòng. Trần Phương Tú cũng không quay đầu lại, ta lại không bức nàng bán tiểu huy. Lục quốc phú nghẹn lời. Trần Phương Tú ở một đôi nhi nữ vây quanh hạ, gian nan trở lại buồn trong. Nằm vật xuống ở trên kháng thời điểm, nàng cả người đã đầy người mồ hôi lạnh, cùng mới từ trong nước lao xuất ra dường như. Tiểu lục đào vội đi chậu rửa mặt trên kệ lấy khăn lông, giúp nàng lau mồ hôi. Đào đào thực ngoan. Trần Phương Tú nắm lấy nữ nhi nhuyễn hồ hồ tay nhỏ, mới nói một câu, nước mắt liền đổ rào rào rớt xuống. Nàng vội vàng lau một phen, hỏi tuổi đại chút con trai. Ta ngủ vài ngày. Lục Huy nói. Hai ngày, vậy các ngươi này hai ngày ăn gì? Ngươi nải cấp không cho các ngươi đưa cơm. Lục Huy trầm mặt hạ. Ăn ngay nói thật. Chưa cho. Tự nhiên chưa cho. Trần Phương Tú kém chút bị tức lại ngất đi, "Vậy ngươi cậu bọn họ đâu?" "Ngươi không đi tìm bọn họ." Lục Huy thanh âm càng buồn, "Tìm, đại cửu mẹ nói, nàng hội nói cho cậu." Trần Phương Tú nháy mắt trầm mặt. Lục Huy thấy nàng thần sắc không tốt, chặn lại nói, "Mẹ ngươi đừng lo lắng, chúng ta ăn cái gì không bị đói." Trần Phương Tú không tin ta lại không dạy qua ngươi nấu cơm các ngươi có thể ăn gì không đợi nàng nói xong tiểu lục đào liền ôm hơn phân nửa túi bánh bích quy phóng tới trước mặt nàng mẹ cách nhi mẹ ăn trần phương tú kinh ngạc này bánh bích quy từ đâu đến lục huy đào đào nói là ba ba cấp các ngươi ba ba đã trở lại trần phương tú nhãn tình sáng lên lập tức lại bản thân phủ định này ý tưởng không đúng Quốc Bình nếu đã trở lại, nàng cũng sẽ không thể bán đứa nhỏ. Ba ba chuyện này, nhất định là vô pháp giải thích một điều bí ẩn. Lục Đào nói không rõ, những người khác cũng đoán không ra. Nhưng là Trần Phương Tú sau khi nghe xong, không nói một lời, lại yên lặng rất một lát lệ. Bất quá nhìn đến hai cái hài tử đều sốt ruột vây quanh nàng, nàng rất nhanh lại đã khởi tinh thần, tìm ra tiền nhường Lục Huy đi thỉnh Tôn đại phu. Tôn đại phu căn bản không nghĩ tới không có bất kỳ cứu trị, chỉ đơn giản băng bó miệng vết thương, Trần Phương Tú cư nhiên bản thân tỉnh. Hơn nữa xem nàng nói chuyện, chỉ là thân thể có chút hư, đầu óc một điểm không thành vấn đề. Hắn Liên Thanh nói đây là kỳ tích, nghe xong Trần Phương Tú thanh tỉnh quá trình càng là liên tục gật đầu, mẹ con liền tâm, ngươi hẳn là rất nhớ đứa nhỏ, cho nên Tiểu Huy vừa ra sự, liền tỉnh. Hắn vừa dứt lời, lục đào bên tai liền vang lên nhị ngũ linh thanh âm, thí mẹ con liền tâm rõ ràng là bản hệ thống mát xa giáo hảo. Tiểu cô nương vừa nghe vội vàng túng mẹ, ba. Cách nhi. Ba. Cách nhi. Cách nhi. Nhất sốt ruột, vừa mới có điều hảo chuyển đánh cách lại lợi hại. Trần Phương Tú thấy có chút lo lắng, tôn đại phu, ngươi nói nhà chúng ta đào đào đây là động. Luôn luôn đánh cách. Không có chuyện gì. Tôn đại phu nói, này đánh cách đâu, cùng xuất mồ hôi thối lắm giống nhau, đều là bình thường sinh lý hiện tượng, chỉ chốc lát nữa bản thân thì tốt rồi. Ngươi nếu thật sự lo lắng, cho nàng uống nước, hoặc là thừa dịp nàng không chú ý dọa nàng một chút, đều được. Lại dặn một lần này mấy tháng muốn cực kỳ ngưỡng, ngàn vạn đừng lộn xộn, tôn đại phu buông nối xương dược đi rồi. Trần Phương Tú uống thuốc phấn, liền nhắm mắt nằm ở trên kháng, yên lặng bàn tính ra. Như vậy nhất nháo về sau khẳng định không có cách nào khắc trụ một cái viện, liền tính vì đứa nhỏ, nàng cũng phải sớm làm tính toán. Lục Huy thấy thế, đem cái cốc nhận lấy đi, mang theo muội muội khinh thủ khinh cước đi ra ngoài. Tiểu huynh muội lưỡng một người một cái tiểu băng ghế, ngồi ở cửa nhìn bên ngoài bầu trời. Qua một hồi lâu, Lục Đào nghe được ca ca thở dài, mẹ tỉnh, thật tốt. Nàng cũng đi theo gật đầu, hảo. Cách nhi. Hảo hảo nghe nàng còn tại đánh cách lục huy có chút không nói gì gọi ngươi ăn từ từ nhìn ngươi nhẹn tiểu lục đào nhấp miệng cười còn là khống chế không được đánh cách đột nhiên lục huy xem nàng vẻ mặt két bỏ nói ngươi tóc thế nào như vậy loạn thực xấu tiểu lục đào sửng sốt tiện đà thật to khóc thúc thích một tiếng không xấu đào đào mới không xấu đánh hơn một giờ cách không dược mà càng bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 8 Trảo Ngư Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Tiểu Yến tử mặt hoa y hàng năm mùa xuân tới nơi này, non nớt tiểu nải âm hừ hừ nha nha hát, tiểu lục đào Mỹ tư tư dẫm nát tiểu băng ghế thượng chiếu trên bàn gương. Mẹ tỉnh thật tốt nha. Ca ca bổn, đều sẽ không cấp đào đào chải tóc. Tiểu cô nương sờ sờ đỉnh đầu xinh đẹp nhăn, cảm giác bản thân đẹp đẹp đát. Trần Phương Tú tựa vào đầu kháng bổ sim y, thấy thế hỏi. Đào đào, cho ngươi bánh bích quy ba ba lớn lên trong thế nào? Nàng đã so vừa tỉnh lúc ấy tinh thần không ít, Lục Huy đã ở của nàng khuyên bảo hạ, ngoan ngoãn đến trường đi. Hết thảy phản phất lại trở lại quỷ đạo, chỉ là khuê nữ trong miệng cái kia ba ba rất quỷ dị, nàng thủy chung có chút để ý. Tiểu Lục Đào nghe vậy, Khoai tiểu đầu nghĩ nghĩ, ba ba nha. Ba ba phương phương. Nàng nghĩ tới cái kia hội sáng lên khoanh tròn. Phương phương. Trần phương tú sửng sốt hạ, ngươi là nói mặt phương phương đi. Của hắn xác thực bộ dạng tứ phương đại mặt, tuấn tú lịch sự. Thật to. Tiểu cô nương lại dùng lực khoa tay múa chân một cái rất lớn rất lớn. Trần phương tú khóe môi có ý cười, là cao cao lớn lớn, bất quá cũng quá cao lớn, nếu không đi bộ đội tham gia quân ngũ quần áo đều làm không dậy nổi còn có còn có lục đào cắn ngón tay nhỏ vắt hết ốc lại nghĩ đến một cái hình dung từ ba ba thật là lợi hại ba ba có thật nhiều đường trả lại cho nàng bánh bích quy ăn là trên thế giới lợi hại nhất ba ba lợi hại sao trần phương tú không biết nghĩ đến cái gì thần sắc ôm nhu đứng lên quốc bình ca là rất lợi hại nhưng là giống nhau giống nhau đều chống lại nàng nguyên bản ôm về điểm này hy vọng cũng dần dần trầm trần phương tú gục đầu xuống không tiếng động lâm vào bi thương đột nhiên một cái đầu nhỏ ghé vào nàng tất đầu lục đào ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn tò mò hỏi nàng mẹ ngươi khóc sao trần phương tú nháy mắt thu thập xong cảm xúc không có mẹ chỉ là suy nghĩ cấp đào đào bổ cái gì đồ án hảo tiểu cô nương quả nhiên bị dời đi lực chú ý thỏ thỏ muốn thỏ thỏ nàng nhảy xuống kháng không biết từ nơi nào lấy ra một trương đại bạch thỏ giấy gói kẹo mẹ khâu này hảo khâu này trần phương tú ngón tay mang theo làm quần áo dùng là phấn viết vài cái ngay tại toái vải lẻ thượng buộc vòng quanh một cái con thỏ nhỏ rất sống động nàng dọc theo bên cạnh đem dư thừa bộ phận tiễn điệu đem bố dán tại cắt qua địa phương không vài phút liền bổ tốt lắm Tiểu lục đào vui vui vẻ vẻ thay bổ tốt quần, luôn luôn nhấc chân nhìn mặt trên muộn vá, mỹ vô cùng. Trần Phương Tú cười thu hồi châm, đi chơi đi, đừng lão xem quần, cẩn thận quăng ngã. Lục đào vội vàng gật đầu, ta đi cấp nhị con nhóc các nàng xem. Cười hề hề chạy ra ngoài. Kết quả nhân còn chưa có chạy ra sân, nàng bên tai len ken một tiếng, cái kia khoanh tròn lại xuất hiện. Đầu mối chính nhiệm vụ làm nhất nồi hương vị ngon dinh dưỡng phong phú canh cá. Nhiệm vụ giới thiệu Mỗi một cái nhiệt tình yêu thương cuộc sống hảo mẹ, đều sẽ vì nhường đứa nhỏ ăn đến dinh dưỡng khỏe mạnh đồ ăn, mà làm ra không ngừng nỗ lực. Thỉnh ký chủ ở 24 giờ trong vòng, tự tay vì đứa nhỏ phanh chế nhất nồi hương vị ngon dinh dưỡng phong phú canh cá. Nhiệm vụ thưởng cho Loại cá thực đơn lưỡng đạo, tích phân 5 phần. Tích phân khả ở thương thành đổi khỏe mạnh lũy thừa tiểu lục đào một cái cấp sát dừng lại ba ba ngươi đã trở lại nha di ba ba làm sao ngươi lại biến dạng lần trước gặp ba ba trên người vẫn là đồ đồ lúc này lại biến thành nàng không biết tự nhị ngũ linh ngạch đây là mẹ ngươi trần phương tú nhiệm vụ ngươi quên đi ta đi xin một chút nhìn xem có thể hay không chuyển hóa thành thích hợp ngươi làm ta làm sao lại buộc sai ký chủ đâu ta quá khó khăn mặt bản ở lục đào trước mặt biến mất, qua một hồi lâu, nàng trước mắt đột nhiên xuất hiện một đoạn đường cong đơn giản hoạt hình. Hoạt hình cái trước đầu trát nhăn tiểu cô nương, theo trong sông nắm lên một cái vui vẻ con cá, hắc hắc lặng lẽ cười đắc tượng cái ngốc cô. Lục đào từ trước đến nay chưa thấy qua vật như vậy, nhìn xem ánh mắt đều sẽ không trác, qua là ngư ngư. Nàng còn dè dặt cẩn trọng sở trường chỉ đi chạm vào, chạm vào một chút, lại bay nhanh lùi về đến, thanh khách cười. Hoặc hình phóng hoàng, nhị ngũ linh nhu hòa thanh âm mới vang lên, đào đào tiểu bảo bối, ngươi có phải là thật lâu không có ăn đến ngư nha? Ăn ngư, tiểu cô nương oai tiểu đầu suy nghĩ hạ, giống như có nhất nhị tứ cửu, nàng bài ngón tay nhỏ, đếm tới thứ tư căn thời điểm, lại kẹp cửu 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 mặt sau là mấy tới, nhị ngũ linh, đó là một hai ba tứ, không phải là một hai tứ cửu ngươi toán học là thể dục lão sư giáo sao ngay cả này đều sẽ không không phải là tiểu cô nương nghiêm cẩn lắc đầu đào đào quá nhỏ còn chưa có đến trường đào đào không có lão sư nhị ngũ linh ta là điên rồi mới cùng ngươi cái tiểu đầu đất nói này đó ngươi đã nói đi ngươi có muốn hay không ăn ngư lục đào không chút do dự gật đầu tưởng khi đào đào vào ngày mai lúc này tiền tự tay giúp ba ba trảo con cá được không được chỉ cần đào đào có thể bắt đến mặc kệ là đại thị tiểu ba ba đều cho ngươi tam điều thật to ngươi ăn còn tại tiểu sách vỡ thượng cho ngươi nhớ ngủ đoá tiểu hồng hoa tiểu hồng hoa tiểu lục đào chớp hạ mắt to là trên núi cái loại này màu đỏ hoa hoa sao không sai biệt lắm ba ba này tiểu hồng hoa toàn hơn còn có thể đổi ăn ngon hảo ngoạn có thể cho mẹ nhanh chút hảo đứng lên ta đây giúp ba ba trảo. Tiểu cô nương xoay người liền chạy vào bồn trong, la hét muốn đi trong sông trảo ngư. Trảo ngư? Trần Phương Tú nhíu mày, làm sao ngươi nhớ tới trảo ngư? Ai cho ngươi đi? Nàng mơ hồ nghe thấy tiểu khôi nữ ở cùng người nào nói chuyện, lại không rất nghe rõ, thật sự sợ Lục Đào là bị người lừa gạt. Lục Đào vừa định nói ba ba, bên tai Nhị Ngũ Linh thở dài một tiếng, đây là bí mật, chúng ta trước không cần nói đến lúc đó cấp mẹ cái kinh hỉ. Nàng lại đem nói nuốt trở vào, chỉ quấn quít lấy mẹ muốn đi trảo ngư. Trần Phương Tú thế nào cũng không chịu nhả ra, không được, muốn đi, chờ ngươi ca trở về, làm cho hắn lĩnh ngươi đi. Tiểu cô nương làm nũng xấu lắm cũng chưa dùng, chỉ có thể chuyển tiểu băng ghế ngồi ở cửa, một mặt ngoạn khăn tay, một mặt trông chờ mòn mỏi chờ ca ca tan học. Kỳ thực liền tính lục huy mang lục đào đi, đi cũng không phải sông lớn, mà là đầu thôn cái kia sông nhỏ. Gần nhất nước mưa thiếu, sông nhỏ nước không sâu, trong thôn tiểu hài tử mò cá đều qua bên kia. Chỉ là nước cạn, ngư khẳng định cũng đại không đi nơi nào, sờ cái nửa ngày, nhiều lắm sao nhất chén nhỏ ngư tương. Khả tiểu lục đào không biết nha. Lục Huy tan học trở về, nghe nói muốn dẫn muội muội đi tróc ngư, cùng thường ngày chuẩn bị một cái đại đồ hộp cái chai. Đang muốn cấp muội muội cũng lấy một cái, liền nhìn thấy tiểu cô nương hắc nha hắc nha, chuyển ra một cái sắc lá thủy thùng. Này thủy thùng là trong nhà nấu nước dùng là, ngay cả thùng thân mang thùng đem, đều nhanh đuổi kịp chính nàng cao. Tiểu cô nương cố hết sức kéo, đi lung lung lay lay, giống chỉ buồn cười béo con vịt. Lục Huy không nói gì, chúng ta phải đi trảo ngư, cũng không phải đi múc nước, ngươi lấy nước thùng làm chi. Trang ngư nha. Tiểu cô nương nói được đương nhiên, đào đào muốn bắt rất nhiều ngư, rất nhiều rất nhiều ngư, cấp mẹ cùng ca ca ăn. Lục Huy thực làm không hiểu nàng này tự tin là từ đâu đến, nói đi chơi thủy còn không sai biệt lắm, trảo ngư. Mau đỡ đổ đi. Khả tiểu cô nương kiên trì, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể giúp nàng mang theo thủy thùng, hai người cùng đi bờ sông. Còn chưa tới địa phương, bọn họ liền đụng phải tinh thần quể oải lục cường. Lục lão thái thái ngày hôm qua bị mang đi sau, luôn luôn không trở về, rất nhanh chuyện này ngay tại trong đội truyền mở. Đêm qua, còn có nhân ồn ào hắn nãy là tội phạm đang bị cải tạo, không cùng Lục Cường ngoạn. Lục Cường biết nãy nãy bị nắm là vì đại bá nương, nhìn đến Lục Đào huynh muội lập tức mở trào phúng, một ngụm một cái tiểu ngốc tử. Tiểu Lục Đào tức giận đến má giúp phình, đào đào mới không ngốc. Lục Huy lại trợn trừng mắt, cũng không biết ai là ngốc tử, 10 trong vòng thêm phép trừ đều sẽ không tính lôi kéo lục đào bước đi. Lục cường bị hắn nghẹn vẻ mặt đỏ bừng, sau một lúc lâu tiếp không chen mồm vào được. Gặp huynh muội lưỡng hướng bờ sông đi, hắn cũng theo đi lên, đừng nói cho ta hai ngươi đây là muốn bắt ngư. Trảo, trảo ngư như thế nào? Tiểu lục đào trừng hắn, đã bắt ngư, sẽ không cho ngươi ăn. Lục cường cười ha ha, liền ngươi còn trảo ngư. Ngư bắt ngươi còn không sai biệt lắm. Ngươi nếu có thể bắt đến ngư, ta liền quản ngươi kêu nải nải. Này vô tình cười nhạo khả rất thương tiểu cô nương lòng tự trọng. Lục đào một phen túng mắt nguồn từ da ca ca, tức giận nói. Ca ca đi, trảo cá lớn, tức chết hắn. Sau đó, nàng chỉ thấy thức đến ca ca với lên đến, bất quá đã lớn nhất chỉ trưởng cá lớn. Này! Tiểu cô nương có chút hoài nghi nhân sinh, này muốn bắt bao nhiêu, tài năng trang nhất thùng nha. Nhị ngũ linh! đừng nghĩ trảo nhất thùng, ngươi trước trảo một cái hoàn thành nhiệm vụ đi, ta cuối cùng có loại không tốt lắm dự cảm. Nga Tiểu lục đào học ca ca bộ dáng thoát hài miệt, chân trần dẫm nát trên tảng đá, bắt đầu hự hự cuốn ống quần. Bên trái triệt lên rồi, nàng buông tay, đi triệt bên phải. Sau đó, bên trái ống quần liền đến rơi xuống. Bên phải triệt hảo, nàng lại buông tay, đi triệt bên trái. Sau đó, bên phải cũng đến rơi xuống. Lặp lại vài lần, ống quần cũng không cuốn hảo. Tiểu cô nương mờ mịt một lát, rõ ràng một tay túng một cái, cung thân mình đi. Đứng ở cách đó không xa xem náo nhiệt lục cường thấy, lại phát ra một trận cười nhạo, tiểu ngốc tử, ngay cả này đều sẽ không, còn trảo ngư. Nhị ngũ linh cũng có chút không nói gì, ngươi hai cái tay đều túng ống quần, lấy cái gì trảo ngư. Chân sao? cuối cùng vẫn là lục huy nhìn không được đi lại giúp muội muội đem ống quần cuốn hảo tiểu cô nương thế này mới chuyển đến bờ sông thử thăm dò đem một cái chân trần nha phóng mi vào nước trắng non mềm chân nhỏ chỉ vừa tiếp xúc mặt nước nàng liền nha một tiếng lại đem chân thu trở về lục huy bị nàng nhất kinh nhất xạ liền phát hoảng như thế nào lục đào thanh âm mềm yếu ca ca ta có điểm sợ đều đến bờ sông ngươi meo meo mới nói với ta ngươi sợ ta meo 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 meo. Ở chung mấy ngày nay, lục đào đã có thể nhận ra, ba ba thứ thứ nói chút nàng không hiểu lời nói, hoặc là meo meo meo, chính là tức giận. Bên tai thanh âm ngay từ đầu táo bạo, nàng lập tức không tiền đồ sửa miệng, đào đào không sợ, đào đào cái gì còn không sợ. Tiểu cô nương nhắm mắt lại, thấy chết không sờn đi phía trước bước ra một bước, tiểu nải âm đều đang rung, đào đào, đào đào có thể. Lục Huy nhìn xem đều không nhẫn tâm, nếu không ngươi đừng nắm lấy, đến bên cạnh ngoạn tảng đá đi thôi. Không cần. Lục đào thập phần kiên trì, vì chứng minh bản thân có thể, nàng còn lại hướng bên trong đi mấy bước, trang mô tác dạng tìm ngư. Đúng vào lúc này, một đám cá nhỏ theo nàng bên chân du quá, nhẹ nhàng hôn môi thượng của nàng bàn chân nhỏ. Tiểu cô nương sửng sốt một lát, đột nhiên kinh kêu một tiếng, xoay người liền hướng trên bờ chạy. Nhị ngũ linh vô cùng đau đớn, xong rồi xong rồi, nhiệm vụ lần này khẳng định muốn thất bại. Ta làm sao lại buộc lại ngươi như vậy cái xuẩn ký chủ? Đúng lúc này, lục cường nhảy lên xuất ra, đem một cái này nọ quăng đến lục đào trên người, thật lớn con đĩa. A à, a à, có con đĩa. Tiểu cô nương cuốn quyết lui ra phía sau, không lưu ý, bùng một tiếng ngã ngồi ở tại trong nước. Một giây sau, bờ sông liền vang lên nàng thẳng hướng tận trời tiếng khóc, đào đào bị cắn, đào đào muốn chết. Lục Huy sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, bất chấp cùng Lục Cường tính sổ, tiến lên hỏi. Cắn nơi nào? Tiểu cô nương tiếng khóc im bạc đình chỉ, ngốc lăng lăng run lẩy bẩy ướt sũng lông mi. Lục Huy gấp đến độ không được, rốt cuộc cắn kia. Mau nhường ta nhìn xem. Lục Đào không nói chuyện, đem tay vương đến tiểu mông phía dưới, sờ a sờ, sờ a sờ. Lục Huy còn tưởng rằng là cắn trên mông, ai biết một giây sau, nàng tay nhỏ nâng lên, trong tay cư nhiên cầm lấy điều nửa chết nửa sống cá nhỏ. Tiểu cô nương thanh âm kinh hỉ vô cùng, bắt đến. Đào đào bắt đến. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 9 Chù y tử Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Gặp tiểu lục đào ngã sấp xuống, lục cường vốn ở bên cạnh đắc ý cười to. Không nghĩ tới cười cười, lục đào cư nhiên theo môn phía dưới lấy ra một cái ngư. Hắn nhất thời liền trợn tròn mắt, điều này cũng đi. Lục huy lớn như vậy, cũng chưa thấy qua ai là dùng môn trảo ngư, biểu cảm thập phần một lời khó nói hết. Nhưng tốt xấu, hắn còn nhớ rõ muội muội phía trước khóc có bao nhiêu thảm, rất mau trở lại quá thần, hỏi. Đào đào, trên người ngươi có đau hay không? Không đau nha. Tiểu cô nương cầm lấy cái kia ngư, cười đến mặt mày công công, bất chợt liền muốn lấy ngón tay nhỏ trạc một chút. Lục Cường quan tới được chính là một khối vỏ cây, nơi nào là cái gì con đĩa. Nàng vừa rồi khóc, thuần túy là bị dọa. Lục Huy xác định muội muội đích xác không có việc gì, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tiện đà vẻ mặt không nói gì, không đau, ngươi còn nói ngươi bị cắn. Tiểu cô nương hì hì cười, tuyệt không chột dạ, ca 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 ca, đào đào trảo. Đã biết, ngươi bắt Lục Huy đem nàng nâng dậy đến, trong nước mát, ngươi đừng ở trong nước ngồi. Tiểu Lục Đào vừa định gật đầu, cái kia nửa chết nửa sống cá nhỏ đột nhiên giật giật. Nàng A một tiếng, vội vàng đem tay kia thì cũng trảo đi lại, hai cái tay nhỏ nhanh nắm chặt, ca ca, thùng, thủy thùng. Lục Huy đành phải bất đắc dĩ hướng trên bờ chạy, ngươi chờ, ta giúp ngươi lấy thùng. Lúc này, tạp đốn nửa ngày nhị ngủ linh, mới chậm rãi phun ra một câu nằm tàu này cái gì cẩu thỉ vận. Lục Cường cũng muốn biết Lục Đào đi rồi cái gì cẩu thỉ vận. Hắn thậm chí còn tưởng nổi lên đến Lục Thượng, chính mình nói quá lời nói. Liền ngươi còn trảo ngư. Ngư bắt ngươi còn không sai biệt lắm. Ngươi nếu có thể bắt đến ngư, ta liền quản ngươi kêu nải nải. Hắn cảm thấy mặt có chút đau, lòng tự trọng lại không cho phép hắn cúi đầu, chỉ có thể đối tràn đầy phấn khởi hướng trong thùng thả cá lục đào tiếp tục trào phúng, một cái tiểu phá ngư có gì hảo khoe khoang có năng lực ngươi bắt điều đại nha ngươi không phải là mang theo thủy thùng đến sao một giây sau trên mặt nước đột nhiên bật ra một cái một thước trưởng cá lớn cá lớn trên người vẫy phản xạ ánh mặt trời lấy anh dũng hy sinh vĩ đại dũng khí cùng bỏ ta còn ai hy sinh tinh thần không trung quay người ba vòng bán lập tức nhảy vào tiểu lục đào thủy thùng đông một tiếng lục huy cùng lục đào bị bắn tung tóe một mặt thủy Lục Cường cũng triệt để một trừng cẩu ngốc. Này, điều này cũng đi. Không đều là nhân trảo ngư sao? Còn có ngư hội ngốc đến bản thân hướng trong thùng kêu. Nhưng mà không đợi hắn phản ứng đi lại, rào rào, lại một cái cá lớn phá thủy mà ra. Lại sau đó là thứ ba điều. Lục Cường miệng lớn dần, ở trong gió triệt để thạch hóa thành một cái tiểu hào ngốc bức. Lục Huy cũng bị liền phát hoảng. Này sông nhỏ sâu nhất địa phương, cũng mới vừa không quá đại nhân thắt lưng, từ đâu đến lớn như vậy ngư. Bất quá hắn phản ứng coi như nhanh chóng, không chút nghĩ ngợi giúp muội muội ổn định thủy thùng, phòng ngừa ngư chạy. Huynh muội lưỡng luống cuốn tay chân hảo một trận, cho đến khi mặt nước triệt để quy về bình tĩnh, mới nhẹ nhàng thở ra. Tiểu lục đào một thân chật vật, lại ôm thủy thùng, cười đến ánh mắt cũng không thấy, ca ca, cá lớn như thế, chúng ta thế nào ăn nha? Thế nào ăn? ngươi tưởng thế nào ăn liền thế nào ăn lục huy còn có điểm hoài nghi nhân sinh hắn cảm thấy bản thân vẫn là cái đứa trẻ không nên thừa nhận nhiều như vậy như muốn hảo hảo chậm rãi tiểu lục đào nghe vậy nghiêm cẩn nghĩ nghĩ hỏi có thể giáp ở bánh bích quy lý ăn sao lục huy còn chưa có phản ứng đi lại nàng bên tai nhị ngũ linh thanh âm trước tư tư loạn hưởng đứng lên giáp ở bánh bích quy bên trong làm sao ngươi không bắt nó làm thành ngưỡng vọng trời sao ba ba ta cho ngươi ngư là cho ngươi như vậy lãng phí sao ngưỡng vọng trời sao tiểu cô nương nghi hoặc nháy mắt mấy cái là có tinh tinh thời điểm mới có thể ăn sao ngươi coi như là như thế này đi đúng rồi làm sao ngươi không sợ thủy tiểu cô nương một chút đối nga ta thế nào không sợ thủy nàng mờ mịt cúi đầu xem xem bản thân đột nhiên kinh hỉ nhảy lên đào đào được rồi. Đào đào không sợ. Đào đào thật dũng cảm. Nhị ngũ linh. Chờ tiểu huynh muội lưỡng cố sức đem thủy thùng kéo dài tới trên bờ, lục cường đã không biết cái gì thời điểm chạy không có ảnh nhi. Bất quá tiểu lục đào trí nhớ đoạn, thật đã quên hắn này đường ca, một lòng chỉ suy xét thế nào đem con cá kéo về da. Nàng cùng ca ca đều quá nhỏ, hai người cùng nhau nâng, vẫn là một đường đi một đường sái thủy, mệt đến nàng khí đều xuyển không quân. Hoàn hảo, bọn họ vừa ly khai bờ sông, liền gặp gỡ hàng xóm gia Tống Cương Thúc Thúc. Tống Cương Thúc Thúc tuy rằng bộ dạng hung, nhưng là nhân đặc biệt hảo, tùy tay liền giúp bọn hắn đem thủy thùng nhất lên tới rồi. Tống Cương Thúc Thúc còn đối bọn họ chiến lợi phẩm tỏ vẻ kinh thán a, à, từ đâu đến cá lớn như thế? Này một cái có hai ba cân thôi. Đầu thôn trong sông trảo. Ba ba cấp, Tiểu huynh muội lưỡng đồng thời mở miệng, cách nói lại trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Lục Huy quay đầu nhìn xem một bộ nghiêm trang muội muội, quyết đoán sửa miệng. Ta nói sai rồi, là ba ba cấp. Hai cái tiểu gia hỏa mặt mày có năm phần tương tự, cái đỉnh cái xinh đẹp đáng yêu, thật sự thật thảo nhân thích. Tống Cương bị bọn họ chọc cười, cũng không bào căng vấn đề, chỉ cười đậu bọn họ. Vậy các ngươi con cá này bán hay không a? À? Này niên đại cá nhân mua bán này nọ kia kêu đầu cơ trục lợi, một khi bị người cử báo, là muốn ai phê đấu. Tuy rằng riêng về dưới như thường có người vụn trộn giao dịch, lục đào cùng lục huy như vậy tiểu hài tử lại không rõ lắm. Lục đào lúc đó liền cắn nổi lên ngón tay nhỏ, bán. Là giống cung tiêu xả lý như vậy bán sao? Lục huy hiểu nhiều lắm một điểm, nghiêm cẩn nghĩ nghĩ, nói. Tống cương thúc thúc giúp chúng ta đem bóng đèn thay đổi, chúng ta liền cho ngươi một cái trần phương tú chân không tốt trong nhà hỏng rồi bóng đèn đến bây giờ còn chưa có đổi mấy ngày nay bọn họ buổi tối đều chỉ có thể sờ soạn tiểu hài tự ý tưởng thật đơn thuần đều sẽ không cân nhắc ngư cùng bóng đèn giá trị cảm thấy có cần liền thay đổi tống cương buồn cười sờ sờ đầu của hắn cũng không tính toán chiếm tiểu hài tử tiện nghi không chỉ có đáp ứng rồi giúp hai cái tiểu gia hỏa đổi bóng đèn đưa bọn họ về nhà sau còn thương lượng với trần phương tú hảo giá chuẩn bị bỏ tiền mua ngư. Hắn chọn một cái, dùng dây thường xuyến hảo, trở về lấy bóng đèn cùng tiền đi. Trần Phương Tú thế này mới đem ước sủng tiểu lục đào kêu lên đến, ngươi này một thân thủy động làm cho. Hỏi huynh muội lưỡng ngư chuyện. Bên kia, lục quốc phú mới từ công xã trở về, chỉ thấy nhà mình con trai ngồi ở cửa thượng mạc nước mắt. Hắn chạy một cái buổi chiều, cũng không đem lục lão thái thái làm ra đến, vốn liền tâm tình không tốt, nhìn đến con trai như vậy càng là đến khí, động. Lớn như vậy cái tiểu tử còn khóc, không tiền đồ. Ngươi con trai nhìn đến nhân gia bắt đến ngư, tham. Lý Xuân Lan ở trong ốc tức giận nói. Lục quốc phú còn tưởng rằng là bao nhiêu sự, không phải là mấy cái ngư sao. Ngươi muốn ăn, bản thân đi trong sông trảo. Ngươi nói đổ linh hoạt. Lục cường trừ khục khịt, bản thân trảo, có thể bắt đến một thước trưởng ngư sao chúng ta này từ đâu đến một thước trưởng ngư nếu ai có thể bắt đến lớn như vậy ta quản hắn gọi nải nải lục quốc phú không kiên nhẫn đem con trai hướng bên cạnh đuổi kia mát mẻ kia ngốc đi đừng các nơi này chiếm địa phương hắn một cước rảo bước tiến lên môn cùng ụt đô rót xuống nhất đại ca thủy ngồi ở ghế tựa thở dài một chuyến tay không thôi lý xuân lan chậm rì rì nói gọi ngươi đừng đi ngươi không nghe kia là ta mẹ ta có thể không quản sao. Lục quốc phú trừng nàng liếc mắt một cái, ngươi có công phu ở chỗ này nói nói mát, động không giúp ta tưởng nghĩ biện pháp. Cha ta tử sớm, mẹ ta một người đem chúng ta ca lưỡng lôi kéo đại, khả ăn không ít khổ. Cũng không thể già đi già đi, còn làm cho nàng đi ngồi sổng đại lao đi. Lý Xuân Lan nói, lời này nói với ta vô dụng, ngươi đi cùng chị dâu ngươi nói đi, ta mẹ cũng không phải ta cáo đi vào. Nói lên này Lục Quốc Phú sẽ đến khí, ngươi nói tẩu tử nàng làm sao nghĩ tới? Liền tính ta mẹ đối nàng là có điểm, nàng cũng không thể làm vậy nha. Lại nói, nàng này nhất nháo, toàn đại đội đều biết đến, nàng cũng không ngại dọa người. Đôi mới nói không vài câu, Lục Cường vừa khóc chạy tiến vào, phải muốn ăn cá lớn. Lục Quốc Phú bị hắn ầm ĩ phiền, lại muốn tìm Trần Phương Tú nói một chút Lục lão thái thái chuyện, rõ ràng đứng lên ta quá đi xem, Lý Xuân Lan nghe xong sắc mặt lập tức biến đổi, đi gì đi, sương phòng bên kia chuyện ma quái ngươi đã quên. Lục Quốc Phú không kiên nhẫn nói. Cái gì chuyện ma quái không chuyện ma quái? Ta mẹ không phải nói, trên đời này không quỷ sao. Hắn gọi con trai thành thành thật thật ở nhà chờ, không được lại xả cổ họng hào, liền hướng đại ca đại tẩu trong phòng đi. Đi tới cửa, nhớ tới cái gì, hắn lại xoay người chiếc trở về ngươi không phải không sợ sao? Động lại đã trở lại. Lý Xuân Lan hỏi hắn. Lục Quốc Phú không nói chuyện, Lục Tung tìm một chù y tử giấu ở trong tay áo, thế này mới an tâm xuất môn. Lục Quốc Phú đi đến sương cửa phòng thời điểm, vừa khéo nghe được bên trong có nam nhân thanh âm, tẩu tử, ngươi xem này có đủ hay không lượng. Hắn bước chân ngừng một chút, tiện đà trong lòng giận dữ. Đại ca mới không có một năm, nàng liền ở nhà câu kết làm bậy, nàng còn đem không đem lục gia để vào mắt. Hắn một cước đá văn môn, đang muốn khởi binh vấn tội, lại nhìn đến một cái quen thuộc hùng tráng bóng lưng. Vừa mới tích tụ lên khí thế nhất thời tiết một nửa, ca, ngươi động ở chỗ này. Không phải là lục quốc phú túng. Chủ yếu là tống cương người này, bộ dạng rất khỏe, nhưng cũng có tiếng giảng nghĩa khí, không dễ chọc. Tiểu tử mới hơn 20, đã đánh lần trong đội vô địch thủ, hung danh ở ngoài. Năm đó hắn tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, bắt đầu đến trong đội tránh công điểm, Lục Quốc Phú vừa khéo cùng hắn một cái tổ. Lục Quốc Phú bởi vì nhàn hạ cản trở, còn bị hắn tấu quá hai lần, ấn tượng không cần quá sâu khắc. Đối đãi Lục Quốc Phú, Tống Cương liền không có gì hay mặt, thế nào? Ngươi có ý kiến? Không, không có. Lục Quốc Phú khí thế lại yếu đi một nửa. Trần Phương Tú nghe được của hắn thanh âm, lãnh đạm hỏi, ngươi tới nhà của ta có gì chuyện này có tống cương ở lục lão thái thái chuyện khẳng định không có cách nào khác nói lục quốc phú cái khó ló cái khôn theo trong tay áo xuất ra chùa y tử ta đi lại còn chùa y tử lần trước mượn hoàng đã quên trả lại chùa y tử trần phương tú nghi hoặc nàng không nhớ rõ lục quốc phú đến mượn quá chùa y tử huống chi lục lão thái thái cùng chi thứ hai một nhà theo nhà bọn họ lấy này nọ liền từ trước đến nay không còn quá. Nhưng mà không đợi nàng hỏi càng nhiều, lục quốc phú đã xoay người đi rồi, này nọ ta phóng cửa, tẩu tử ngươi đừng quên. Luôn luôn đi ra sương phòng, lục quốc phú mới dừng lại bước chân, ảo não vỗ tráng, làm sao lại đem chùa y tử tặng người. Lớn như vậy, hắn còn chưa có trong tay đại ca ăn qua loại này mệt, nơi nào có thể cam tâm. Vì thế thừa dịp bên trong nhân không chú ý, hắn lại vụng trộm vào cửa, đem cửa khẩu không xa để hai cái ngư ngay cả thùng cùng nhau Linh đi rồi. Chờ tiểu lục đào đi theo ca ca đem tống cương tống xuất môn, trở về xem bản thân trảo ngư ngư khi, mới phát hiện ngư ngư không thấy. Nàng trợn tròn ánh mắt, nghi hoặc đem trong phòng ngoài phòng tìm một lần, lại cái gì cũng chưa phát hiện. Tiểu cô nương rốt cục miệng nhất biển, khóc lớn lên, ngư ngư. Đào đào, ngư ngư. đào đào ngư ngư. Đào đào ngư ngư không thấy. Khi giọng, so với ở bờ sông chấn kinh thời điểm, tuyệt không kém cỏi. Trần Phương Tú cùng Lục Huy rất nhanh bị kinh động, đào đào, đào đào ngư động. Đào đào ngư ngư. Ba ba cấp, cấp đào đào ngư ngư. Tiểu Lục Đào khóc không kịp thở. Trong đó cũng không chỉ có hai cái cá lớn, còn có nàng dùng thí thí bắt đến tiểu ngư ngư. Nàng lớn như vậy, vẫn là lần đầu tự tay, nga không, là thân môn bắt đến ngư, nói như thế nào không sẽ không có lục huy rốt cuộc lớn hơn một chút đoán nói có phải là nhị thúc cầm đi trừ bỏ tống cương phía trước cũng chỉ có hắn đã tới tống cương không có khả năng lấy vậy chỉ có thể là hắn trần phương tú vừa nghe liền muốn hạ kháng đào đào đừng khóc mẹ tìm hắn đi lục đào lại ôm chặt lấy đùi nàng mẹ đừng đi chân cách nhi chân hội đau đúng lúc này nhị ngũ linh thanh âm ở tiểu lục đào bên tai vang lên, không cần đi tìm, hệ thống phát phóng thưởng cho có bảo hộ cơ chế. Không dùng qua đêm chủ đồng ý, ai cũng không có biện pháp đem chiếm làm sở hữu. Cái gì, có ý tứ gì? Tiểu cô nương khóc thúc thích hỏi. Ý tứ chính là, đào đào tiểu bảo bối ngư ngư, lập tức bản thân bay trở về. Lục quốc phú tuy rằng đã đánh mất chùa y tử, nhưng cầm lại đến hai cái cá lớn, tính tính kỳ thực tuyệt không mệt hắn đem thủy thùng phóng tới trong chờ mòn mỏi lục cường trước mặt tối hôm nay khiến cho mẹ ngươi làm cho ngươi ăn được rồi đi lão đại nhân không biết bản thân nghĩ biện pháp chỉ biết khóc ngươi khóc kia ngư có thể bản thân bay tới a à. lục cường khóc có thể hay không không ai biết nhưng tiểu lục đào khóc khẳng định có thể lục quốc phú đi trong phòng nghỉ ngơi một lát đang chuẩn bị xuất ra sát ngư liền phát hiện ngay cả ngư mang thùng cũng không thấy xuân lan kia thùng ngươi động địa phương hắn hỏi vợ. Ta liền không đi ra ngoài quá, thượng chỗ nào động đi. Lý Xuân Lan tức giận nói. Kia! Lục quốc phú lại chuyển hướng con trai, đại cường ngươi động. Ta không có. Lục cường vội vàng lắc đầu. Cũng chưa động, kia ngư thế nào không có. Cũng không thể là bản thân dài cánh bay đi. Lục quốc phú chính nghi hoặc, sương phòng bên kia đột nhiên truyền đến tiểu cô nương hoang hô, ba ba thật là lợi hại ngư ngư bay trở về. Trong nháy mắt, đôi sắc mặt khẩn trương. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 10 Báo cáo Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lục lão thái thái câu lưu ba ngày, mới bị giáo dục một chút, theo công xã phái xuất sở thả trở về. Trở về vẫn không tính là kết thúc. Phái xuất sở đồng chí liên hệ trong đội phụ liên nhường nhiều cho nàng tốt nhất chính trị khóa, đề cao một chút tư tưởng giác ngộ. Làm khó lão thái thái tam đại bần nông, từ nhỏ sẽ không thượng quá học cũng không biết chữ, già đi già đi, cư nhiên còn muốn thượng chính trị khóa. Đi công xã thời điểm là ngồi xe máy đi, một đường đột đột đột, hấp chừng ánh mắt. Trở về thời điểm lục lão thái thái tận khả năng điệu thấp, còn là nhận đến không ít chú mục cùng chỉ điểm. Quan xem những người đó ánh mắt, nàng đều có thể tưởng tượng đến, bản thân bị nắm đi này ba ngày trong đội nhân là thế nào nghị luận rất dễ dàng hầm đến cửa nhà lục lão thái thái vừa mới tiến viện liền nghe thấy được ngon canh cá vị trong lòng nàng nhất thời đến đây hỏa lão nhị nàng dâu dài năng lực a nàng ở công xã chịu khổ bọn họ ở nhà ăn ngư còn đem không đem nàng này bà bà để trong mắt nhưng là lại vừa nghe không đúng a con cá này canh vị nhân thế nào là theo lão đại gia truyền tới Lão thái thái chính nghi hoặc, chỉ thấy sương phòng bên kia, cháu gái tiểu lục đào vui mừng ôm mấy căn củi lửa hướng trong phòng chạy. Nàng ở công xã phái xuất sở hầm gầy, tiểu gia hỏa lại vũ phát tinh thần, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng tranh tết thượng qua nhi dường như. Nhìn đến nàng trở về, tiểu lục đào tự hồ kinh ngạc một chút, xoay người liền lũi vào cửa bên trong, rất một căn củi lửa đều bất chấp nhặt. Một giây sau, trọng mở cửa phòng đã bị cố hết sức đóng lại, non nớt tiểu nải âm ở trong môn vang lên, mau, mau khóa cửa, nải nải đã về rồi. Không đúng, ca ca ngươi tàn hảo, đào đào khóa. Lão thái thái lập tức nghĩ tới hại bản thân bị nắm không hay ho con dâu, não nhân đột đột nhiên đau. Chỉ là nàng mới từ phái xuất sở trở về, tất cả mọi người nhìn chầm chầm nàng đâu, lại khí cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Lục lão thái thái kéo dài cái mặt, trở về chính ốc, vào cửa lại phát hiện chính ốc lãnh nồi lãnh táo, còn chưa có bắt đầu nấu cơm con trai của nàng con dâu tất cả đều trước mắt thanh hắt một cái sau một cái tinh thần uể oải cùng miệt mài quá độ dường như duy nhất khả năng bình thường điểm đại tôn tử không thấy bóng người cũng không biết lại chạy nơi nào giả đi lão thái thái nhìn xem giận không chỗ phát tiết động xem ta đã trở về không chào đón a à. nào có chuyện lý xuân lan miễn cưỡng xả ra cái cười lại nói đôi ta cũng không biết mẹ ngươi hôm nay trở về. Lục lão thái thái vừa thấy nàng, đã nghĩ bắt nguồn từ mình lên xe tiền tình cảnh đó, có thể cho nàng hòa nhã mới là lạ. Lão thái thái trực tiếp hừ lạnh một tiếng, hỏi bảo bối tiểu nhi tử, quốc phú ngươi nói, hai ngươi đây rốt cuộc làm sao? Không động. Lục Quốc Phú ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ xem mắt sương phòng bên kia, hạ giọng, "Mẹ, ngươi không ở nhà này hai ngày, chúng ta lại chuyện ma quái." ngươi nói, đại ca hắn có phải là? Nếu nói lục quốc bình thực biến thành quỷ, ai sợ hãi nhất, kia không thể nghi ngờ là lục lão thái thái. Nàng vừa nghe trong lòng chính là nhất lột bột, trên mặt vẫn còn muốn ra vẻ trấn định, vì chuyện ma quái. Đừng nghe ngươi nàng dâu nói mò đạm. Không phải là Xuân Lan nói. Lục quốc phú thanh âm càng thấp, là ta tận mắt gặp. Hắn đem ngày đó trộm ngư chuyện nói với lục lão thái thái một lần, Vừa nói xong lão thái thái cũng lâm vào trầm mặt, phòng trong chỉ còn ba người thoáng dồn dập tiếng hít thở. Đúng lúc này, không biết ai gõ gõ nhà bọn họ môn, Diệp Cúc Hoa, Diệp Cúc Hoa đồng chí ở sao? Lục lão thái thái run lên, kém chút theo trên mép giường đến rơi xuống, "Ai? Ai kêu ta?" Gặp nàng như vậy, nguyên bản sợ hãi nhất Lý Xuân Lan ngược lại không như vậy sợ hãi, "Mẹ, đến là cái nữ." "Nga nga, là cái nữ a." À? lục lão thái thái nhẹ nhàng thở ra điều chỉnh cốt biểu cảm đi ứng môn ta ở nhà đồng chí các ngươi có gì chuyện này sao hai cái nữ đồng chí cầm nô tê bốc đi đến nhĩ hảo chúng ta là phụ liên can sự phái xuất sở đồng chí cho chúng ta đi đến cùng ngươi nói chuyện ngươi đừng khẩn trương chính là phổ thông nói chuyện cũng không dùng được bao lâu thời gian cấp lục lão thái thái thượng chính trị khóa đến đây kkk có hai cái mang hồng tụ chương a di đi nải nải kia. Điều tra viên tiểu lục đào luôn luôn thải tiểu băng ghế, xuyên thấu qua trên cửa thủy tinh, vụng trộn quan sát chủ ốc bên kia tình huống. Nhìn đến phụ liên can sự đến đây, nàng lập tức mật báo, ca ca nhanh chút, chúng ta có thể ăn cơm rồi. Mẹ nói qua, mang hồng tụ chương đều là quản sự. Quản sự đến đây, nãy nãy khẳng định không có cách nào khác lại qua thưởng bọn họ này nọ. Tiểu cô nương Mỹ tư tư nghĩ, trước đem bản thân tiểu băng ghế chuyển đi buồn trong kháng một bên, lại đi giúp ca ca cầm đũa. Trần Phương Tú tuy rằng xương đùi chiết, nhưng là có chút sự, nàng ngồi ở trên kháng cũng có thể làm. Nàng tỉnh sau, lục đào kia hơn phân nửa bao bánh bích quy đã bị hảo hảo thu lên, cấp tiểu huynh muội lưỡng làm đồ ăn vặt. Nàng tắt lấy bột ngô lẫn vào bột đậu hỗn hợp, làm nhất bánh nướng tử nhường lục huy hồ ở nồi biên. Nhị ngũ linh cấp lục đào ngư, cũng là nàng giết thu thập xong, đem cá thịt thế xuống dưới làm thành ngư hoàng. Lục Huy chỉ cần miễn một điểm rau thơm thêm một điểm muối, đem ngư hoàng hạ cái nồi là được, đặc biệt bất việc, còn không phí du. Hai cái cá thịt chất nhanh thực hương vị ngon, làm được ngư hoàng bất quá ngón tay bụng lớn nhỏ, ngon miệng lại đạn nha. Cho dù cái gì cũng không phóng, cũng tốt ăn được làm cho người ta hận không thể ngay cả đầu lưỡi đều nuốt vào. Tiểu lục đào không cần nhân uy, cầm thì nhỏ một ngụm một cái, khò khè lỗ ăn được hoang. Nếu mỗi ngày đều có thể ăn đến ngư là tốt rồi. Liền bánh bột ngô uống điệu một chén ngư hoàng canh, tiểu cô nương vuốt tiểu cái bụng, phát ra đối tương lai vô hạn khát khao. Thế này mới kia đến kia, nhị ngũ linh nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe ba ba, về sau ba ba cho ngươi đại kim vòng cổ tay nhỏ biểu, một ngày tam đốn tiểu thiêu nướng. Thiêu nướng? Kia là cái gì nha? Tiểu lục đào oai đầu một mặt ngây thơ nhị ngũ linh chính là đem ngư ngư cùng thịt thịt đều xuyến đứng lên, đặt ở hỏa thượng nướng, nướng du tư tư phun thơm nứt. Vì để cho mình lời nói nghe qua càng có sức thuyết phục, nhị ngũ linh còn tìm đoạn thiêu nướng video clip phóng cấp lục đào xem. Vừa mới còn thật no tiểu cô nương, lập tức không chịu khống chế chảy xuống nước miếng, xem, hoặc nhìn hảo ăn ngon á tử. Bên này, tiểu lục đào ở nhị ngũ linh cố ý dẫn đường hạ, lại kiên định muốn nghe ba ba lời nói bên kia, lục lão thái thái lại không thế nào tốt chịu. Phụ liên đồng chí nói được thật khách khí, chính là tùy tiện tâm sự, không cần có áp lực. Chỉ khi nào bắt đầu, hàng năm làm phụ nữ công tác hảo tố chất liền triển lộ không bỏ sót, một hơi nói lưỡng giờ cũng không liên lụy. Lão thái thái bị các nàng miệng đầy chủ tịch nói chủ tịch nói biến thành đầu đều lớn, hai vị đồng chí muốn hay không uống nước. Không cần. Làm người dân phục vụ, sao có thể cảm thấy vất vả lục lão thái thái các ngươi nói không vất vả nàng này nghe vất vả tốt sao ở phái xuất sở đã bị giáo dục quá một chút về nhà ngay cả khẩu nước ấm cũng chưa uống thường lại đến trận thứ hai còn không để cho người ta sống chờ hai vị phụ liên can sự đưa ra cáo từ thời điểm thiên đã sắc hắc lục lão thái thái vừa mệt vừa đói một câu nói đều nói không nên lời chúng ta bản thân trở về là được đồng chí không cần tặng trang sự nhóm như trước vẫn duy trì độ cao nhiệt tình cùng ôn hòa thái độ chúng ta hôm nay nói ngươi cẩn thận suy nghĩ ngày mai tan tầm sau đi phơi cốc tràn làm tư tưởng báo cáo gì còn muốn làm tư tưởng báo cáo lục lão thái thái kinh ngạc đúng vậy chuyện này công xã thật chú ý mặt trên lãnh đạo đặc biệt giao đãi quá nhất định phải nghiêm túc xử lý hiện tại đã là chủ nghĩa xã hội khoa học tân thời đại tuyệt không thể nhường cũ xã hội một mầm móng một lần nữa nảy mầm. Cho nên trong đội thương lượng quyết định, cho ngươi làm tư tưởng báo cáo, hảo hảo kiểm điểm một chút. Ngày mai nói không chừng hội có khác đại đội đồng chí đi lại học tập, ngươi chuẩn bị một chút, ngàn vạn đừng điệu vòng cổ. Còn có khác đại đội đi lại. Lục lão thái thái xem thường vừa lật, kém chút trực tiếp chết ngất đi qua. Đợi đến ngày thứ hai trong đội hạ công, đại đội thư ký quả nhiên đem các hương thân đều triệu tập đến phơi cốc tràng học hội nghị nội dung chủ yếu quay chung quanh bà tức quan hệ cùng bán đứa nhỏ triển khai lục lão thái thái không thể nghi ngờ chính là cái kia phản đối điển hình đồng chí này này thực không phải là phê đấu mau đến phiên lục lão thái thái thời điểm nàng hai cổ chiến chiến thanh nhi đều đang run phụ liên can sự an ủi nàng không phải là chính là báo cáo một chút ngươi gần nhất tư tưởng thượng chuyển biến cùng học tập thành quả, cấp đại gia mang tốt đầu. Có thể hay không cảnh chỉ ra đại gia, tăng lên đại gia tư tưởng giác ngộ, liền nhìn ngươi, đồng chí cố lên. Đi, đi đi. Lục lão thái thái đồng thủ đồng chân đi đến hán trung ương, còn chưa có đứng vững, phía dưới còn có nhân thở dài một tiếng. Nàng nhất thời càng thêm co quắp, ta. Ta. Ta nửa ngày cũng không nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Hư thanh nhất thời lớn hơn nữa, không biết nhà ai tiểu tức phụ còn mạnh mẽ hô thanh ác bà bà, đưa tới một trận phụ họa. Lục lão thái thái trên đầu hãng lúc đó đã rơi xuống, cảm nhận được năm đó dạo phố này hát ngủ loại đồng khoảng sợ hãi. Cuối cùng vẫn là hoàng thư ký dùng sức khụ hai tiếng, phía dưới nhân tài an tỉnh lại. Nhưng là lục lão thái thái đầu óc đã rối loạn căn bản không nhớ rõ ngày hôm qua hai vị phụ liên đồng chí đều nói với nàng cái gì chỉ gập gập gền gềnh nói ta ta sai lầm rồi ta không nên khi dễ con dâu không nên đem tôn tử tặng người ta ta về sau nhất định sửa riêng chạy tới xem náo nhiệt lão vương thái thái phúc một chút vui vẻ nàng cũng có nhận sai một ngày này xứng đáng chờ lục lão thái thái lặp đi lặp lại nói đến thứ năm lần không biết ai ở ngoại vi hô câu lão lục gia tiểu huy cùng đào đào đến đây. Bọn họ động đến đây. Không biết a, à, chẳng lẽ là đến xem lão lục bà xấu mặt. Đoàn người ông 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 nghị luận một trận, hơi khẽ mở ra chút, lộ ra mặt sau một lớn một nhỏ hai cái tể tể. Hai nhỏ nhỏ một người phía sau kéo bó củi hỏa, tuy rằng tiểu lục đào chỉ có mấy căn, cũng có thể nhìn ra bọn họ là lên núi thập xài đi. Thấy mọi người đều vọng đi lại, tiểu cô nương ngượng ngùng hướng ca ca phía sau né tránh, ca thế nào nhiều người như vậy nha. Lục Huy đã thấy được trong đám người ương lục lão thái thái, bình tĩnh đoán nói. Không biết, có thể là đang nhìn nải nải đùa giỡn hầu. Ở trong ấn tượng của hắn, cũng liền chỉ có múa ương ca cùng đùa giỡn hầu đến đây, mới có nhiều người như vậy vây xem. Lục đào nghe xong, mắt to chớp hai hạ, đùa giỡn hầu. Ta thế nào không phát hiện tiểu hầu tử? Đùa giỡn hầu cách bọn họ tương đối gần một cái tiểu tức phụ thật sự không nhịn xuống cười ra tiếng tiếp theo lại có kia không sợ sự đại dương giọng kêu ngươi không phải nói về sau sửa sao thế nào còn nhường đứa nhỏ lên núi nhặt củi lửa chính là đào đào mới mấy tuổi a ngươi liền sai sử nàng làm việc ỷ vào nhiều người các hương thân nói chuyện hoàn toàn không hề e dè trong lúc nhất thời bốn phía tất cả đều là đối lục lão thái thái lên án công khai. Thỉnh đại gia bảo trì yên tĩnh. Hoàng thư ký lại xuất ra duy trì hạ trật tự, nói với lục lão thái thái. Diệp Cúc Hoa đồng chí, ngươi đã đã ý thức được bản thân sai lầm, liền ở trong này hảo hảo biểu cái thái, về sau trong nhà củi lửa ai nhặt. Ta, ta nhặt. Vậy ngươi còn có thể đem tôn tử cháu gái tặng người sao? Không, sẽ không. Này biết sai có thể sửa, chính là đảng cùng quốc gia hảo đồng chí hy vọng đại gia không cần hướng dịp cúc hoa đồng chí học tập chỗ hảo bà tức quan hệ hảo hảo qua ngày cũng thỉnh đại gia về sau đối nàng tiến hành giám sát ở một mảnh nhiệt liệt vỗ tay trung trận này đại hoa đại đội lâm thời hội nghị rốt cục rơi xuống màn che lục lão thái thái chân đều mềm nhũng cần nhờ lục quốc phú đỡ tài năng miễn cưỡng đi hà thúy phân thấy nhìn không được tiến lên thấp giọng hỏi nhị tỷ, ngươi không có chuyện gì đi. Thúy Phân Lục lão thái thái có chút ngoài ý muốn, ngươi động đến ta nhóm đại đội. Này không phải là công xã nhường từng cái đại đội đều người tới học tập sao? Hà Thúy Phân nói, ta tam vợ của huynh đệ nhi là làm phụ liên công tác, đem chúng ta một nhà đều làm ra. Ngươi, rốt cuộc động chỉnh thành như vậy. Nhắc tới này lục lão thái thái sẽ đến khí, còn không phải nhường lão đại gia náo động đến, quả thực tà môn. Tà môn. Cũng không phải là tà môn, mấy ngày nay nhà chúng ta sẽ không yên tĩnh quá. Lục lão thái thái có một bụng nói, nhìn thấy Hà Thúy Phân thật sự không nhịn xuống, khiến cho lục quốc phú ở bên cạnh đợi chút, đem nhân kéo đi góc. Nghe ngươi nói như vậy, đích xác rất tà môn. Hà Thúy Phân nói xong mọi nơi quét một vòng, gặp không ai, hạ giọng hỏi. Nhị tỷ, nhà các ngươi ra nhiều chuyện như vậy, ngươi sẽ không nghĩ tới tìm người nhìn xem lục lão thái thái chần chờ hỏi ngươi là nói hà thúy phân gật đầu lão thái thái liền thở dài ta ngược lại thật ra muốn tìm nhân xem này không mấy năm nay phá tứ cũ không biết thượng chỗ nào tìm sao ngươi nếu tin được ta ta ngược lại thật ra nhận thức một cái hà thúy phân thanh âm ép tới càng thấp nhà chúng ta đại tôn tử buổi tối lão khóc chính là nàng cấp xem trọng nói là đứa nhỏ hắn thái gia tưởng đứa nhỏ, trở về nhìn hắn, cấp nháo. Bất quá người này khả không tốt lắm thỉnh. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.